Alo, các bạn bên đó nghe mình nói chưa? Hay là thấy màn hình của mình chưa? Dạ thấy rồi thầy ơi. Ok. Rồi, mấy bài trước các bạn có gặp phải vấn đề nào không? Thầy ơi cho em hỏi chút xíu thầy. Ok. Dạ cái file filebay.ts cái thầy mình được config cho thầy. Firebase.ts của folder config rồi ok. Đây. Em vẫn chưa hiểu rõ cái dòng đầu tiên thầy. Import sao as file admin À, ok. có Thì chưa chưa rõ. ok. Rồi, thì ý đại loại như thế này ha. Mình ví dụ ha. Ví dụ như là hiện tại như ở file này đi. File này là gì? Là firebase.ts đúng không? File này nó sẽ export ra cho mình là hai cái biến đúng không? Hai cái nó chính xác là nó là một cái object. Bên trong cái object này sẽ có hai thuộc tính. Thuộc tính thứ nhất là file admin, thuộc tính thứ hai là file to admin. Đó, vậy thì nếu như cách export này nè, chúng ta sẽ có những cách nào để chúng ta lấy được cái dữ liệu mà chúng ta export ra ở những cái nơi mà import vào á, thì mình ví dụ như ở cái trang là channel service này. Đó thì cái cách mà mình lấy ra nè, có phải là mình export ra một cái object không? Trong cái object đó có hai thuộc tính, vậy thì cách lấy thứ nhất á, là mình sẽ lấy bằng cách này, có nghĩa là mình import một cái object với cái thuộc tính mà mình lấy nè. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai mình sẽ import như thế này, mình import một cái là sao một cái tên ở đây, ví dụ như là file bay config from, cũng tương tự vậy ha, cũng từ cái file đó luôn, sẽ config chấm save file bay nè. Đó thì cách thứ hai mà mình muốn lấy nó ra thì chỗ này mình sẽ file bay config chấm, đó mình muốn lấy cái gì thì mình sẽ lấy ở đây, có nghĩa là ý nó muốn nói là tất cả những cái gì mà export ở trong cái file này ra thì gán cho tôi cái biến tên là cái này và tôi sẽ truy xuất nó bằng cái này. Đó thì đó là một cách thôi, một cách gán tất cả những cái dữ liệu mà được export ra khỏi cái file đó vào một cái biến và chúng ta sẽ truy xuất bằng một cái biến này. Đó, còn cách này là cách viết 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 gọn thôi, là mình muốn lấy thuộc tính này ra thì nhược điểm với là ưu điểm ha. Ví dụ như cái này á, thì chúng ta lấy đúng cái chúng ta cần thì nó chỉ lấy những cái data mà trong này ra thôi, còn khi chúng ta import kiểu này á, có nghĩa là ở trong kia nó có tất cả code nó rất là nhiều đúng không, thì nó import hết nó đưa vào biến này, thì khi chúng ta import như vậy thì file JS đó mà nó có ngàn dòng thì vô đây nó cũng sẽ import ra ngàn dòng kiểu như thế đó. Thì cái lúc mà chúng ta build á, thì nó nén ra nó hết nó bỏ vô. Thì cái đó là về cái phần là độ nặng của cái file static.js sau khi build đó, thì nó khuyến khích chúng ta import theo kiểu là chúng ta xài cái nào thì chúng ta import cái đó. Cho nên các bạn thấy cái thằng material UI á, các bạn thấy không? Có nghĩa là cái typography của nó nè, nó đều lấy ra từ một cái chỗ là mui sẹt material xong rồi đến một cái config. Chúng ta có thể viết một cách viết khác ha. Ví dụ như là import material UI from cái package là mui rồi sẹt material đó, rồi sau đó chúng ta sẽ truy xuất bằng cái material UI này chấm typography đó, là chấm cái trên này các bạn đó thấy không? Đó thì đó là một cách để chúng ta xài cái component này, chúng ta có thể xài bằng cách này luôn ha. Đó, nó vẫn như thường thôi, nhưng mà cái cách chấm này thì bên trong này hiện tại thằng kia nó không không có cho mình cho nên nó không hiểu nè. Đó. Nhưng mà về cơ bản á, khi chúng ta export kiểu này á, thì chúng ta xài đúng module này thì chúng ta lấy đúng module này thôi, còn tất cả những cái shortcode khác nó không có lấy, còn chúng ta import kiểu này á, thì nó sẽ lấy ra hết mọi thứ luôn, thì nó sẽ rất là nặng về shortcode lúc mà build, thì đó là ý nghĩa thôi à. Nhưng mà càng càng về sau càng tân tiến á, thì nó đến lúc nào đó các bạn import thì nó cũng sẽ tự lấy đúng những cái nào mà các bạn cần các bạn xài thì nó cũng sẽ lấy đúng module nó thôi. Thì sau này các cái config về web bắt đó, nó build thì nó cũng sẽ làm mấy chuyện đó cho mình, nhưng mà trên tinh thần chúng ta xài cái nào thì chúng ta import đúng cái đó thôi ha. Đó, thì đó là cái ý nghĩa thôi à. Thì anh có rõ rõ chỗ đó chưa ha? À, em hiểu rồi thầy. Đúng rồi, Ok rồi rồi. Có bạn nào còn thi thua còn câu hỏi nào nữa không? Ok rồi, thì lúc nãy mình có thấy một cái bạn nào đó hỏi trên cái group là còn bao nhiêu buổi nữa,
Thì mình cũng sơ sơ là mình cũng biết là hiện tại mình còn 2 buổi nữa cho cái dự án Next.js này, có nghĩa là hôm nay là một này, rồi 1 buổi nữa, có nghĩa là thứ tư đó. Thứ tư thì chúng ta sẽ kết thúc cái dự án Next.js này. Đó. Rồi chúng ta sẽ có 3 bài nữa, một bài là về về test nè, kiểm tra sản phẩm nè, những quy trình testing nọ kia, các cái cách test, các cái hướng tiếp cận test một cái dự án. Đó. Rồi cái bài tiếp theo nữa là chúng ta sẽ làm về cái deployment, đóng gói triển khai. Đó. Rồi một cái bài nữa là chúng ta sẽ tổng kết lại dự án. Thì cái bài tổng kết dự án có nghĩa là chúng ta sau khi chúng ta làm xong dự án rồi thì chúng ta sẽ có một cái file chúng ta report khi mà làm dự án đó chúng ta gặp thuận lợi hay khó khăn như thế nào đó thì chúng ta sẽ report cái file đó lại. Đó thì chúng ta sẽ học cái quy trình mà chúng ta học quy trình dự án Ronin mà. Thì nó còn 3 bài đó nữa, 3 bài lý thuyết ha, lý thuyết thuần. Đó thì sau đó thì theo cái chương trình đó là nó có thêm 1 buổi nữa. Đó thì cái buổi đó nó quay lại nó làm những cái việc như là giải quyết những cái vấn đề còn tồn đọng của dự án React.js và dự án Next.js này. Đó, những cái câu hỏi mà các bạn có thể hỏi hoặc là những cái vấn đề của dự án cuối kỳ của các bạn đó thì mình sẽ trả lời trong cái buổi đó. Đó thì nếu mà tính sơ theo cái lịch đó thì chúng ta còn khoảng 6 buổi nữa. Đó, chúng ta còn 6 buổi nữa, tính luôn buổi hôm nay là chúng ta còn 6 buổi nữa. Thì nó tròn 2 tuần nếu như mà chúng ta vẫn giữ được tiến độ tốt ha. Thì cái buổi hôm trước là cũng sorry là mình có một chút vấn đề về cái phòng máy tính, với lại cái phòng họp của mình không có ấy được nên mình cũng không có dậy được cái buổi hôm đó. Thì nói chung về sau mình sẽ cố gắng mình hoàn thành cho nó đúng cái mục tiêu. Đó. Rồi thì đó là mình trả lời sơ đó, còn trung tâm nó sẽ trả lời chính xác hơn ha. Mình thì mình bám theo cái lịch mà bên trung tâm gửi. Rồi mình quay lại bài trước một chút ha. Bài trước thì mình làm cái phòng quản lý channel. Thì trong cái quản lý channel này mình cũng làm được mấy cái phần như thêm rồi mình làm được cái phần sửa, phần xóa với lại một cái phần là load lên đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ làm thêm cái phần là tạo nữa. Đó, mình làm phần tạo xong rồi sau đó mình sẽ cố gắng mình làm cái phần quản lý user với lại quản lý role. Đó, rồi cái buổi sau mình sẽ quay lại mình làm cái phần analytics. Đó, còn nếu có thời gian chúng ta sẽ làm thêm cái phần như update profile hay login hay là nọ kia. Đó thì trên tinh thần là như vậy ha. Rồi thì mình đi luôn ha, mình đi luôn cái phần làm cái tính năng là thêm một cái channel. Thì để mà thêm một channel thì cũng giống như ở bên bên cái app client đó, mình muốn thêm một cái kênh đó thì mình cũng có một cái form nè. Thì ở lần trước mình làm nhanh đó thì mình chỉ show lên cái thẻ ROM thôi để mình nhập lên cái tên channel rồi mình gửi. Thì ở đây mình sẽ làm cho nó cẩn thận hơn tí, mình sẽ apply nó thành một cái form. Rồi mình sẽ có validate nhẹ những cái tên đó. Rồi mình sẽ gửi lên mình lưu vô file to. Đó, thì mình sẽ đi theo hướng đó. Thì mà để làm cái đó thì mình sẽ thêm một cái button ở đây nè. Đồng thời mình sẽ bấm vào thì mình sẽ show lên một cái dialog. Đó, xong trong đó chứa cái form ha. Thì để làm như vậy thì mình sẽ đi tìm cái dialog của Andy của Material UI. Đó. Mình sẽ search nó dialog. Đây. Nó có sẵn cái link. Đó, mình sẽ copy cái link này thôi từ từ ha. Mình xem thử nó có cái form, nó có cái dialog form. Đây. Đó, mình sẽ dùng cái này ha, giống như lần trước mình cũng dùng đến đây. Mình sẽ copy cái dialog này. Mình copy đây. Rồi, thì trên tinh thần thì mình sẽ tìm một cái chỗ để mà mình lưu cái dialog này. Thì mình sẽ để nó ở trong cái container ha. Mình có thêm một component, mình có thêm một container. Thì trong này thì mình sẽ chia ra một cái folder nữa dành riêng cho cái channel thôi. Đó. Sau này mọi thứ của channel thì mình sẽ bỏ vào đây. Mình sẽ tạo một cái file tên là channel form builder dialog. Rồi mình sẽ bắt cái content vào đây ha. Mình phóng to lên. Update lại cái tên cho nó phù hợp này. Rồi mình thu gọn code lại, ok. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy cái dialog này mình mới bỏ vào cái table hôm trước mình đã làm ha. Đây hôm trước mình có làm một cái basic example data grid nè. Thì giờ mình đổi cái tên lại cho nó đàng hoàng luôn ha. Thì cái tên thì là nó là table, nó là để quản lý đúng không? Thì mình sẽ đặt tên là mình lấy thêm cái này đi là channel data grid table.
container thì nó là một cái khung chứa thôi mà mình sẽ update lại đây. Rồi sau đó là mình sẽ import cái form của mình cho nó show cái pop-up lên. Thì mình sẽ tìm chỗ để ha, mình nghĩ mình sẽ để nó ở trên này luôn, trên phía trên cái data grid này luôn, làm góc trên. Thì mình ra mình coi thử trong cái container này nó có cái gì ha. Container này nó có một cái button nè, nó thay vì là nó open đúng không, thì mình sẽ cho nó là bấm nút add. Đó, tí nữa mình sẽ tìm cái icon có dấu cộng mình bỏ ở đây cũng được. Ok, giờ mình thử nè. Đây, ở đây có nút add, mình bấm vô thì nó show cái form rồi đúng không? Ok, bây giờ mình thấy cái này nó hơi sát nè. Đó, mình sẽ cho nó khoảng cách ra tí cho nó dễ nhìn ha. Ở đây mình sẽ đổi lại. Mình sẽ thêm cái này vô một cái thẻ box của material. Đây. Đó. Tay thì mình sẽ dùng cho nó một cái khoảng cách. Thì cái này là rob của bên Material UI ha. Các bạn follow thì cái này là viết tắt của chữ bạc bin top á. Rồi, bên trong này thì chúng ta cho nó một cái hay cái độ cao. Nó độ cao chỗ này thì mình muốn là nó phải là nó là cái nơi để chứa cái table đúng không? Mình sẽ muốn nó là một cái cách tính toán trong CSS ha. Nó có một cái hàm calculation, nó viết tắt là chữ CALC. Trong này chúng ta sẽ lấy cái độ cao của màn hình. Đó, chúng ta sẽ trừ cho một con số khoảng cách mà chúng ta muốn trừ ở phía trên đó. Nó cách cái khoảng cách ở trên ra một chút. Thì ví dụ như mình để là 220 pixel đi. Đó. Ở trên này thì mình bạc đinh top rồi thì nó sẽ hở ra rồi nè. Ok, cái div style này thì mình không cần nữa, mình dùng thẻ box luôn. Mình bỏ cái style này ra, mình giữ cái width đi, mình giữ cái width cho nó 100% nè. Này mình thay là cái edit luôn. Đây là một cái wrap của cái container box này, của cái layout box này. Nó là về style thôi. Của riêng cái material UI nó có support. Ok. Rồi, giờ mình thử lại xem UI ha. Đây, ở đây các bạn thấy nó hở lên một khúc rồi nè. Đó, cái table chúng ta nó cũng dài ra một khúc nè. Nhưng mà chúng ta hơi bị roll nè. Chúng ta có thể giảm lại. Chúng ta giảm lại cái độ cao này cho nó phù hợp ha. Thật ra chúng ta có thể tính ha. Và tính cái con số này cho nó chính xác luôn. Ví dụ như cái header này là bao nhiêu đó. Chúng ta có thể bấm vào đây chúng ta coi nè. Đó, thì cái header của nó các bạn thấy nó dưới là nó có cái bạc pin 24 này, rồi nó có cái hay là 64 rồi ha. Đó, rồi các bạn tính luôn cái header này là 72 nè. Sau đó các bạn bạc lên bao nhiêu thì các bạn tính ra được con số. Thì lúc đó các bạn sẽ điền vào đây là nó vừa y luôn ha. Thì ở đây mình cứ thử nghiệm thôi. Không, mình không cần chính xác lắm thì mình có thể đi ví dụ như 180 chẳng hạn. Đó, để cho nó vừa, nó không có cần phải roll như thế này. Đó. Thì mình Ctrl R lại nè. Để cái con CSS này có khả năng là nó bị kết. Rồi, nó vẫn còn rộng. Đó. Mình cứ giảm xuống, hết cỡ xuống. À hình như mình phải trừ cao lên chứ hả? Này mình giảm mà nó hơi kỳ. Mình phải tăng lên chứ. Để cái table nó cục lại nè. Đó, ok rồi ha. Rồi. Rồi giờ mình sẽ kết từng cái form này cho content cho nó hợp lý với cái phần là một cái kênh, một cái channel. Thì chúng ta phải suy nghĩ ha, chúng ta cần có sửa cái gì, chúng ta muốn thêm những thông tin nào. Những channel thì như lần trước chúng ta làm thì cơ bản chúng ta chỉ cần thêm cái tên của channel nè. Nếu được chúng ta thêm những cái phần mô tả nọ kia đồ. Thì hiện tại mình cũng sẽ làm đơn giản như bên kia là mình sẽ có cái tên thôi. Nhưng mà mình apply cái form cho nó hoàn thành tí. Thì mình cũng dùng như cái library trước kia thôi. Hôm trước mình sẽ dùng của thằng React Hook Form. Thì hôm nay mình cũng sẽ dùng nó. Đó. Thì mình cũng sẽ cài nó vào. Đó, chúng ta chưa có này. Bây giờ chúng ta sẽ cài cái React Hook Form vào. Thì giam React Hook Form thì chúng ta sẽ cài thêm cái library để validate nữa. Để chúng ta có cái thằng group đó. Hôm trước chúng ta sẽ dùng cái thằng group này thì chúng ta cũng sẽ add vào luôn. Rồi, thì khi xài thằng hook đó, thằng group đó thì nó có thêm cái nữa là hook form resolver bạn nhớ không? Thì mình cũng tương tự mình cũng sẽ cài nó vào luôn. Đó, a cộng hook form. Đây, nó còn đây.
Resolver, chúng ta cũng sẽ cài nó vào luôn. Rồi, cách dùng thì chúng ta có thể tham khảo lại cái cũ. Đó, hoặc là ở đây chúng ta viết lại cái đoạn này tí để chúng ta khai báo rob vào này. Chúng ta khai báo một cái rob nè. Hoặc là thực ra chúng ta cần phải khai báo rob. Để khi add vào chúng ta phải reload lại thì thôi. Trong quá trình làm thì chúng ta sẽ thấy cây nào chúng ta sẽ xử lý cây đó tiếp tiếp ha. Bây giờ chỗ này tạm thời mình chưa khe đó ha. Đầu tiên là mình check lại nè. Mình check lại xem chúng ta cần kết tụm gì, chúng ta cần kết tụm lại cái này. Đó, thì chúng ta có thể để một cái thông tin là đó, add channel chẳng hạn, add channel đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ apply cái form vào đúng không? Thì hôm trước đó, là chúng ta sẽ có một cái form để bao cái này lại, để bao luôn cả cái phần là này luôn. Title thì chúng ta để này là title này. Đó, chúng ta bỏ luôn cái phần content tag này luôn, không cần ha. Chúng ta sẽ bao nó bởi một cái form nè. Đó. Rồi, chúng ta bao nó ở cái dialog content. Chúng ta đưa cho nó vô trong cái content đi. Đó. Rồi, trong cái form thì chúng ta sẽ có cái sự kiện là on submit. On submit. Đó, rồi bên trong chúng ta sẽ có một cái event. Rồi chúng ta sẽ gọi handle submit ha. Handle submit là một cái hàm của bên form. Đó, sau đó là chúng ta sẽ wrap cái hàm của chúng ta muốn muốn xử lý ha. Đó, on add channel. Đó, rồi chúng ta sẽ truyền vào cái này. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái hàm handle submit này ở đâu? Cái hàm này handle submit này á, là chúng ta sẽ lấy nó từ cái view form. Các bạn nào quên các bạn có thể follow lại cái code cũ ha. Đó, chúng ta sẽ có một cái click cái hàm mà chúng ta lấy từ cái view form. Đó, trong cái view form này nó sẽ nhận vào cái object. Chúng ta sẽ import nó vào ha. Rồi trong view form chúng ta có handle submit nè. Đó, chúng ta sẽ có control nè, chúng ta có form stay nè. Trong này chúng ta lấy được cái error nè. Ok không? Rồi, chúng ta sẽ cần có một cái hàm để chúng ta validate cái schema. Đó, thì chúng ta sẽ khai báo cái resolver. Chúng ta sẽ dùng cái bucket là zip resolver nè. Đó, nó import cái zip vô đúng không? Sau đó là chúng ta truyền vào cái schema mà chúng ta muốn validate. Rồi chúng ta sẽ khai báo khi mà ở đây, ví dụ chúng ta sẽ khai báo là một cái cần tăng channel schema bằng một cái giúp chấm đúng không? Trong này chúng ta sẽ để vào cái object schema nè. Rồi ở đây chúng ta sẽ require ha. Thì cái này mình dùng lại của bên bên trước đó thôi, không có gì đặc biệt hết. Chúng ta sẽ import cái zip vào. Rồi, giờ chúng ta sẽ đưa cái schema này xuống đây ha. Rồi, trong cái object này chúng ta cần validate cái gì thì chúng ta sẽ khai báo trong này. Thì cái channel chúng ta có cái name thì chúng ta sẽ khai báo cái name ra. Thì nó là kiểu dữ liệu gì? Ví dụ như nó là cái dữ liệu trinh thì chúng ta sẽ sử dụng cái trinh nè. Đó. Xong rồi chúng ta muốn nó phải bắt buộc, không được để rỗng thì chúng ta sẽ chấm require. Đó, chúng ta làm đơn giản thôi. Rồi, trong này đúng không? Rồi, ok, tới đây rồi. Chúng ta có handle submit rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bao cái tag field này thành cái controller ở bên ngoài. Đó, để nó lấy được cái sự kiện. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ lấy cái controller. Cái controller này thì nó cũng được import từ cái form luôn. Chúng ta sẽ dùng cái này ha. Từ cái React hook form. Ok. Nếu như nó chưa import thì ok, nó import rồi này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khai báo ha. Nó thì nó sẽ có mấy cái bắt buộc thôi. Là trước mắt là cái name, cái field thì mình sẽ để là view name này luôn.
Tao để vào cái control là lấy từ cái ở mình khai báo từ cái view form đó để nó xử lý mấy cái phần validate cho mình. Đó. Rồi mình muốn là mình sẽ bắt buộc cái field này, chúng ta sẽ khai báo thêm một cái rule default của thằng hook form này luôn. Đó. Rồi chúng ta sẽ render ra cái field mà chúng ta cần. Rồi, ok, trong này chúng ta sẽ return về cái tag field là cái component mà chúng ta muốn render này. Đó, bỏ vô đây. Thì chúng ta nhớ đó, bây giờ chúng ta sẽ đưa vô cái phần override của cái field này lại. Đó. Rồi, thì ở đây thay vì là email thì chúng ta sẽ sửa lại là cái channel name. Đó, ID thì mình cũng để name luôn cũng được. Autofocus, type thì mình để là bình thường thôi, là tag, chứ không cần phải là email. Rồi, đơn giản vậy. Ừ, chúng ta sẽ gắn thêm cái phần error nữa như hôm trước đó. Hôm trước mình có làm bên bên mẫu bên kia. Chúng ta khai báo này chúng ta sẽ dùng cái object error ở trên đó, nhưng mà chúng ta dùng một cái hàm để chúng ta check thử xem trong cái object error đó nó có cái key đó hay không. Nếu có thì chúng ta sẽ để nó là true thì nó sẽ báo lên cái viền đỏ cho chúng ta. Ừ. Thì để mà nó báo lên cái dòng chữ á, thì chúng ta sẽ thêm một cái thuộc tính của cái component material UI là cái helper, cái helper tag. Đó, trong này nó sẽ show cái dòng lỗi cho mình, thì chúng ta cũng lấy từ cái object error này luôn. Chúng ta check null ha, ở trường hợp mà nó không có cái key này. Đó. Rồi. Đó, thì chúng ta expect cái này là cái trinh, nó nói nè, nó nói là cái này nó mong muốn là nó sẽ nhận một cái trinh hoặc là cái react node. Đó, thì giờ mình có thể hard code cái này là trinh thử xem. Ta bỏ nó vào đây. Là đưa vô đây chúng ta dùng cái biến này literal trinh của ES6 thì nó sẽ hiểu đây là trinh và nó không còn warning nữa. Chúng ta làm với type thì nó hơi nghiêm ngặt về cái type ha. À, ở đây chúng ta còn cái hàm chúng ta chưa khai báo nè. Thì cái hàm handle submit này là cái hàm của cái form. Đó, thì nó sẽ xử lý form nếu như mà nó thỏa hết điều kiện á, thì nó sẽ gọi cái hàm này của mình. Đó, còn cái E này là cái event của cái form. Chúng ta muốn chặn lại cái hành vi như là nó reload cái trang ấy. Thì vì form mà sau khi submit thì nó sẽ gửi một cái action trong HTML 5 đó, là nó sẽ gửi một cái action, thì do đó chúng ta muốn chặn lại, chúng ta không muốn nó reload bay ấy, thì chúng ta phải đưa cái E này vào, cái event này vào để mình xử lý ha. Rồi thì mình cũng khai báo một cái hàm để mình gọi mình handle cái việc là lưu cái thông tin xuống xuống dưới file file to ha. Thì trong on submit này mình sẽ nhận vô hai cái ha. Cái thứ nhất là cái data mà sau khi mà nó thỏa hết các cái điều kiện validation thì nó sẽ trả về cái data cho mình. Cái thứ hai là cái e mà mình truyền vào phía sau đó thì nó sẽ nằm ở đây luôn. Rồi thì bên trong thì trước mắt mình sẽ khai báo, mình sẽ chặn lại không cho cái form này nó reload, thì chúng ta sẽ dùng cái hàm là rename default. Ừ. Rồi thì ở đây nếu như nó thỏa hết rồi thì chúng ta sẽ gọi hàm để chúng ta lưu cái data này xuống đó. Thì tạm thời mình sẽ lock ra trước, rồi mình viết cái hàm xong thì mình sẽ đưa data vào, nó sẽ lock cái data sau khi nó xong ha. Thì ở đây thì nó bắt chúng ta sẽ khai báo, thì tạm thời chúng ta sẽ để là any trước ha. Ừ. Còn cái e này chúng ta sẽ để tạm luôn any luôn. Rồi giờ chúng ta thử ha, chúng ta thử xem tình hình sao. Rồi bây giờ hai cái nút này chúng ta sẽ đổi lại. Đó, ví dụ như chúng ta đang thêm thì chúng ta sẽ sửa vô là add nè, còn cancel là hủy, chúng ta giữ lại cũng hủy luôn cũng được. Đó. Còn cái thay vì bấm add mà chúng ta load cái module thì chúng ta sẽ gọi luôn cái hàm mà submit giống như trên này nè, chúng ta sẽ gọi cái hàm là handle submit. Đó, chúng ta truyền vô cái form của mình là cái on add channel. Đó. Chứ thay vì chúng ta đóng cái form không thì nó cũng hơi vô nghĩa. Chúng ta gọi luôn cái hàm là handle submit này. Rồi. Đó, giờ chúng ta thử nè. Thử test cái form. Nó bấm vào nút add channel. Đó, giờ cái form nè. Ban đầu nó không có ra undefined nè. Do chúng ta để là cái trinh đó. Cho nên nó hiện ra chữ undefined luôn. Ở đây chúng ta có thể test ha. Chúng ta test nó là như thế này, là nếu như mà cái này là undefined á, thì chúng ta đừng có hiện ra, chúng sẽ trả về cái trinh này thôi. Đó, thì bây giờ nó sẽ mất này. Đó, ok không? Rồi bây giờ chúng ta thử ha, chúng ta thử bấm là chúng ta không nhập gì hết, chúng ta bấm add nè, thì nó sẽ warning lên.
Đó, anh em là cái trường thì quay, chúng ta bấm vào console chúng ta sẽ xem mấy thông tin ha. Rồi ví dụ như chúng ta nhập này, chúng ta nhập một cái channel channel name. Đó, chúng ta bấm add. Rồi thì bây giờ nó đã log ra trong cái hàm là on net channel này. Chúng ta sẽ lấy được cái name. Đó, giờ chúng ta sẽ viết một cái hàm. Đầu tiên là chúng ta viết một cái API trước đúng không? Viết một cái API ở bên phía của con Next.js để nó lưu xuống file to. Rồi chúng ta phải viết một cái hàm bên cái app runname của mình để mình call vào cái API kia, API mà mình vừa viết ở backend. Rồi sau đó thì nó mới lưu xuống dưới file to. Đó, giờ chúng ta sẽ làm tuần tự ha. Đầu tiên chúng ta sẽ viết một cái API trước. Thì cái API thì chúng ta sẽ muốn là gì? Chúng ta sẽ viết nó ở trong cái chúng ta sẽ xác định input vào output trước. Đó, thì cái input của chúng ta là chúng ta cần phải gửi lên cái gì? Chúng ta gửi lên cái channel data mà chúng ta muốn tạo. Thì chúng ta cần là cái channel name thì chúng ta sẽ gửi lên cái channel name. Ở bên trong phía backend đó, thì chúng ta sẽ gắn thêm những cái như là ngày tạo, giờ tạo, đó, kiểu kiểu như vậy. Đó. Thì mình sẽ gắn ở phía này. Chúng ta viết cái API thì nó không cần phải có ID, nó cũng không cần cái gì hết, thì chúng ta sẽ viết luôn trong cái phần get này. Nó thêm cái method post nè. Rồi trong này chúng ta sẽ khai báo một cái biến nha, khai báo một cái biến để chúng ta lấy cái payload về. Ta lấy channel, mình đặt luôn cái này cho dễ hiểu không? Post channel return. Đó, chúng ta sẽ viết cái hàm là quay file to post relay channel. Đó, chúng ta sẽ gửi vào cái payload mà chúng ta lấy ra từ cái này nè. Chúng ta có cái body ha. Thì chúng ta sẽ truyền vô cái body này luôn. Đó, bên trong thì reborn về thì chúng ta có thể cướp lại cái này. Đó, ta cướp cái phần JSON payload này. À, thực ra chúng ta không cần cái JSON này. Trong này thay vì end thì chúng ta sẽ chấm JSON. Rồi chúng ta sẽ bỏ vào cái object trong này có data. Rồi chúng ta sẽ truyền vào cái payload reborn này. Ok. Rồi, như vậy chúng ta là sẽ tạo cái hàm này để chúng ta lưu xuống file store. Thì chúng ta sẽ vô luôn cái này. Đây, nó nằm chung hết trong này. Đó, hôm trước chúng ta viết gì? Chúng ta viết get list, update, rồi delete đúng không? Thì giờ chúng ta sẽ viết ở trên này luôn ha. Cho đúng là crud nè. Tương tự chúng ta cũng sẽ export on nè. Bằng xin một cái function. Rồi, bên trong thì chúng ta sẽ lấy được cái payload ra. Chúng ta lấy được cái payload channel ha. Chúng ta sẽ lấy channel payload. Rồi, ở đây thì chúng ta muốn lưu xuống dưới file file to thì chúng ta cũng sẽ khai báo ra cái collection mà chúng ta muốn ghi xuống. Rồi sau đó là chúng ta sẽ gọi hàm add đó, để cho nó add xuống cái collection của mình. Đó, thì tạm thời ở đây nó báo lỗi ha, mình có thể khai báo một cái channel DTO để mình xài này. Như là cái này chẳng hạn ha. Mình coi thử cái này là gì, cái này có ID với có key đúng không? Thì thật ra là cái này mình sẽ nhận là any ha, hoặc là chúng ta có thể kỹ hơn, chúng ta khai báo một cái channel mới. Ví dụ như là chúng ta khai báo đây. Chúng ta khai báo là export một cái hay là channel payload model. Đó, trong này chúng ta sẽ khai báo cái name là Trinh. Đó, chúng ta chỉ nhận lên một cái payload là name và Trinh thôi, không nhận cái khác. Đó, thì lúc này trong này chúng ta sẽ đưa vào đây. Rồi thì những cái mà ở dưới kia gửi lên cho mình á, ở dưới cái này gửi lên cho mình thì mình cũng chỉ nhận cái đó thôi, nếu gửi sai thì nó sẽ không nhận ha. Mình bỏ yêu rồi nè. Rồi sau đó là mình quay lại đây, mình bắt đầu mình gọi hàm ha. Thì ở đây mình sẽ custom thêm đó, custom thêm một vài field nữa. Ngoài cái name thì mình muốn lưu thêm những cái field như là những cái ngày tạo rồi đó. Đó, thì ở đây mình sẽ thêm ha, như là mình sẽ ghi là custom payload. Rồi mình sẽ lấy hết tất cả những cái data mà ở dưới line gửi lên, sau đó chúng ta sẽ thêm một cái field nữa là related là vào ngày tháng nào. Thì ở đây cái cách mà để chúng ta lấy ra được cái thời gian tại thời điểm mà chúng ta tạo á, thì chúng ta sẽ dùng một cái của file to nó import ra cho chúng ta xài là thằng này. Chúng ta sẽ import cái
Thực ra là chúng ta sẽ tạo một cái biến là fill value bằng cái file bay admin. Chúng ta sẽ lấy từ cái file bay admin chứ không phải cái file store. Chúng ta lấy từ cái, để chúng ta coi cái trong này phải bộ gì, chúng ta lấy cái này nè. Rồi, trong này chúng ta sẽ lấy cái này, chúng ta chấm cái file store, chúng ta chấm cái fill value. Đó, thì ở cái fill value này chúng ta sẽ lấy được, chúng ta truy xuất được cái một cái hàm mà cũng giống như ở client đó. Đó là cái hàm là server timestamp. Đó, để lấy được cái thời điểm mà nó tạo. Rồi, nếu như mà chúng ta muốn thêm fill nữa, ví dụ như là description chẳng hạn. Đó, nếu như mà ở client chúng ta không gửi, chúng ta lấy luôn cái name, chúng ta lấy cái name nè. Đó, thì cái name là require rồi chúng ta sẽ bắt buộc ha. Đó. Ta tạm thêm nhiều thông tin lên, càng nhiều càng tốt, chúng ta sau này chúng ta sẽ quản lý ha. Rồi, thì sau khi chúng ta có cái custom payload này rồi, cái này chúng ta có thể đặt là con luôn ha. Không có thay đổi gì, chúng ta đặt con luôn, không cần phải let, let là chúng ta cần phải thay đổi nọ kia được. Rồi, thì ở đây mình sẽ return về một cái Python admin chấm cái collection mà mình muốn add vào. Thì mình sẽ dùng cái channel message. Đó. Rồi, tiếp theo là gọi cái hàm, một cái hàm mà để lưu thông tin xuống là hàm add. Rồi chúng ta bỏ cái payload vào, bỏ cái payload mà chúng ta tạo vào. Ừ, thì nó sẽ lưu xuống dưới backend cho mình. Rồi. Sau đó thì khi chúng ta có được cái API rồi, ở đây các bạn có thể vào Postman các bạn test ha. Mình ví dụ nè, mình sẽ mở Postman lên mình vào test cho các bạn xem. Sau khi chúng ta có API thì chúng ta sẽ mở cái Postman lên chúng ta test đây. Đó, chúng ta sẽ vào cái đường dẫn là http 2.localhost port 8080 API channel đúng không? Sau đó chúng ta sẽ gọi cái method là post. Trong cái phần body nè, các bạn chọn cái phần là raw và cái phần ở phía sau các bạn chọn là json. Đó, thì ở đây chúng ta cần gửi lên cái name. Đó, thì do là json các bạn nhớ bao nó là như này. Cái name thì mình muốn tạo ví dụ là tạo channel qua postman. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm cái nút là send. Các bạn thấy nè, sau khi send xong á, thì nó sẽ gửi về cái phần data của mình nè. Cái phần data mà mình wrap up lại này, trong đó những cái data mà lưu xuống thì nó sẽ gửi về chung luôn. Bây giờ mình thử xem ở cái phần mà load á, nó có hiện lên chưa ha. Như mình reload lại nè. Thì ở đây mình mong đợi rằng là sẽ có thêm một cái mới nữa không. Đó, thì nó đã lưu được xuống nè. Có cái field là re-add nè. Ok không? Rồi. Thì nếu như chúng ta đã test được bằng Postman đó thì chắc chắn là sau khi chúng ta gọi API đúng cái format thì nó cũng sẽ lưu xuống được ha. Rồi. Thì nếu như mà các bạn làm ở cấp backend á thì các bạn viết API tới bước này là coi như là các bạn test được Postman mà pass rồi thì coi như là việc đó là xong. Thì hiện nay chúng ta làm phiên một cái luồng data luôn cho nên chúng ta cần phải làm full cái luồng của nó. Thì ở cái bước này chúng ta lên trên cái app của chúng ta sẽ viết một cái hàm để chúng ta gọi API cho chúng ta viết ha. Thì trong cái app này chúng ta sẽ tìm đến cái UI trước nè, chỗ mà chúng ta sẽ gọi API đúng không, chúng ta sẽ khai báo một cái endpoint đó để chúng ta trỏ vào cái hàm call API. Ở đây chúng ta thêm một cái nữa ha, là create chẳng hạn. Thật ra ở đây các bạn thấy á, nếu như mà nó trùng á, thì chúng ta cũng không cần phải tạo thêm đâu. Nhưng mà để mà rõ thì chúng ta cứ tạo hết cũng được, không vấn đề gì hết ha. Rồi, thì ở bước này thì ngồi những cái này ra thì chúng ta thêm một cái nữa là cái hàm là create. Ta kêu là import con thay vì là get đúng không? Thì chúng ta sẽ gọi là create new channel. Đó, trong này chúng ta sẽ truyền vào cái payload là cái channel payload. Rồi cái body function thì chúng ta sẽ gọi API. Thì gọi API chúng ta viết cái hàm call API rồi. Chúng ta sẽ call cái API này với cái endpoint thì mình mới vừa khai báo chấm create. Sau đó thì chúng ta sẽ gọi cái method là method post.
rồi với cái body là cái channel payload đó. Rồi thì tương tự như vậy thì ở đây thì mình cũng có thể dùng lại cái model kia ha, là cái channel payload model đó, thì chúng ta sẽ gửi đúng cái format này ha. Rồi thì ở cái hàm này chúng ta sẽ gọi nó ở trong cái form, cái chỗ mà on submit của mình vừa viết cái dialog đó. Đó thì tương tự ha, mình sẽ gọi nó ở trong cái hàm on này channel này. Các bạn hình dung lại chưa, đó là cái flow viết ha. Thì khi mà chúng ta bấm nút mà on này channel thì nó sẽ gọi, mình mong đợi là nó sẽ gọi cái hàm, một cái hàm nào đó là cái hàm mình vừa viết đó ở trong cái channel app này. Rồi cái hàm này nó mới gọi cái API mà do chính mình viết. Rồi cái API do chính mình viết đó, mình sẽ xử lý logic là mình lưu nó, lưu cái dữ liệu đó xuống dưới file store của Google. Thì chúng ta hình dung cái luồng đi như thế. Rồi thì ở đây khi mà chúng ta kiểm tra, chúng ta có thể kiểm tra data thêm một bước nữa cho chắc ha. Chúng ta sẽ if ở đây nè, ví dụ như là nếu như mà cái data mà chấm cái name này nè mà có dữ liệu á, thì chúng ta sẽ gọi cái hàm mà chúng ta đang cần là re-new ở channel. Sau đó chúng ta sẽ truyền vào cái payload là chính là cái data form này luôn. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu mà trả về từ API là một cái reborn nè. Trong cái reborn này chắc chắn chúng ta sẽ access được qua cái status, đúng không? Thì chúng ta sẽ if nè. Nếu như mà cái status, cái reborn status này mà nó khác 200, nó có nghĩa là mình mong đợi rằng là nó thành công mà nó sẽ bằng 200, đúng không? Còn nếu khác 200 á, thì chúng ta sẽ không làm gì hết, chúng ta return lại đây để cho nó xử lý lỗi tiếp, hoặc là chúng ta sẽ tìm một cái alert để mà nó show ra cái lỗi. Ví dụ như mình sẽ alert ở đây luôn, mình dùng tạm của JavaScript thuần ha. Đó, thì ở đây mình sẽ ghi là tạo, mình ghi là tiếng Anh đi ha, create channel fail, mình ghi đơn giản thôi ha. Rồi thì nếu như mà trường hợp còn lại, nếu như mà nó vô cái key fail này thì nó return luôn ra cái alert này luôn, còn nếu như mà nó thành công á thì nó sẽ lưới tiếp. Thì ở đây nếu như thành công thì chúng ta muốn gì đó, thì thứ nhất là chúng ta sẽ suy nghĩ là sau khi thành công thì chúng ta sẽ đóng cái pop-up này lại, đúng không? Thì đầu tiên chúng ta sẽ gọi là set open nè, chúng ta thấy cái biến mà chúng ta set vô để thực hiện bật tắt này, chúng ta sẽ set open nó về phone, hoặc là có thể các bạn sẽ dùng lại cái hàm handle flow này nè để nó xử lý ha. Đây rồi thì các bạn mong đợi rằng cái gì, sau khi chúng ta đóng pop-up xong thì chúng ta thấy được dữ liệu ở trên cái table ha. Thì bây giờ mình thử các cái luồng này xem nó ra sao đó ha, chúng ta đi tiếp. Rồi ở đây chúng ta reload lại một cái để chắc chắn rằng là sort chúng ta mới rồi ha. Chúng ta bấm add này, chúng ta thêm một cái channel mới là add client channel, ví dụ thế. Chúng ta bấm add ha. Rồi sau khi chúng ta bấm add rồi, chúng ta mở network lên, chúng ta xem nè, chúng ta thấy cái phần API port nè, nó trả về status 200, có nghĩa là nó đã lưu xuống được rồi. Nếu trường hợp mà nó không lưu thì nó đã alert một cái message là create channel fail, nhưng mà bây giờ chúng ta thành công rồi cho nên là nó không thông báo nữa, nhưng mà data thì nó không có reload lại nè, do đó chúng ta cần một cái hành động là nó reload lại cái này. Thì chúng ta có thể là gọi một cái action ở phía cái component cha đó để nó reload data lại chúng ta sau khi mà chúng ta thêm thành công. Hoặc là có thể các bạn có thể thay đổi, thay vì chúng ta gọi get list từ API về ha, thì chúng ta có thể thông qua cái lần trước chúng ta làm là chúng ta dùng cái snapshot đó, chúng ta gọi get list qua snapshot thì nó cũng lấy ra được, nhưng mà cái cách đó là cái cách mà chúng ta sẽ lấy để apply cho chỗ chat thì nó phù hợp hơn. Bây giờ chúng ta làm qua API rồi, chúng ta có thể gọi về API để lấy. Thì có một cái cách khác ha, mình sẽ hướng dẫn cái cách này, là chúng ta sẽ viết một cái hàm là dạng như là refresh data vậy đó. Thì khi mà chúng ta có nhu cầu là refresh data thì chúng ta sẽ gọi hàm đó. Thì cái hàm đó cơ bản là nó chỉ load lại cái data thôi, nó load lại cái hàm get list channel thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ khai báo một cái biến, một cái drop để mà trong kia nó gọi ngược lên. Thì cái drop này chúng ta gửi xuống một cái function luôn. Thì thường chúng ta thấy những cái drop thì chúng ta thấy là thường nó sẽ bắt data vào thôi,
Nhưng mà thật ra cái rob chúng ta muốn truyền cái gì nó xuống cũng được ha, nó cả là cái component một cái container cũng được luôn. Do đó chúng ta sẽ viết một cái rob nè là on read data. Đó, trong này chúng ta sẽ truyền xuống một cái function là log data list, đúng không? Thì chúng ta mong đợi rằng là khi mà cái channel này mà nó add thành công á thì nó sẽ gọi hàm refresh. Ở đây chúng ta sẽ khai báo ha, chúng ta sẽ khai báo một cái rob nè chấm cái hàm là on refresh data, ok ha. Thì ở đây chúng ta sẽ để cái rob này lên trên đây và chúng ta sẽ khai báo cái type cho cái rob này, vì chúng ta đang làm type rip ha. Thì tương tự cái cách mà mình làm, mình sẽ lấy luôn cái tên này và mình sẽ thêm cái chữ là rob type để mình phân biệt. Thì ở đây mình có thể khai báo cái rob type đó nằm trong cái channel DTO luôn cũng được, còn mình có thể khai báo ngoài. Thì mình sẽ bê đây luôn, mình sẽ là export type, rồi chúng ta sẽ khai báo một cái hàm là on refresh, nó là một cái function. Function này chúng ta không có expect nó sẽ trả về gì hết. Đó, thì chúng ta sẽ ghi là một cái error function trả về void, là không cần phải trả gì dữ liệu. Đó, nó cũng không có cái parameter nào luôn. Đó, thì cái này là mình bắt buộc là phải có cái hàm này, cho đó mình không cần phải thể hiện là nó là trường bắt buộc hay không. Nếu như không bắt buộc thì các bạn thêm dấu chấm hỏi vào, còn nếu như bắt buộc thì chúng ta để như thế này. Đó, thì ý nghĩa là như thế này ha. Ví dụ như mình ở đây đi, thì khi mà mình import này vô đây, mình import nè. Đó, rồi thì ở cái bước này chúng ta thấy là chúng ta đưa cái on refresh vào đúng không, thì trong này nó nhận vào cái rob nè. Mình ví dụ ha, bây giờ mình ví dụ là mình xóa cái on refresh này, mình xóa nó đi. Đó, mình xây lại nè, thì ngay lập tức nó báo đỏ lên các bạn, nghe nó nói là cái rob này nè là một cái rob bắt buộc phải có khi mà chúng ta dùng nè. Vì vậy thì chúng ta phải khai báo vào, còn để mà nếu chúng ta không bắt buộc á, chúng ta muốn nó không bắt buộc á, thì chúng ta phải thêm cái dấu chấm hỏi ở đây nè. Đó, thì để thể hiện rằng cái rob này không bắt buộc ha, thì lúc này bên này nó sẽ tự động nó fix nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, nhưng mà chúng ta cần cái hàm đó thì chúng ta phải bắt nó vào ha. Ở đây chúng ta cần phải bắt buộc luôn, chắc chắn nó phải có luôn để chúng ta reload data lại. Đó, rồi bây giờ chúng ta thử lại ha, cho xóa cái phần log này luôn. Rồi chúng ta quay lại đây, bây giờ chúng ta bấm nút add nè, chúng ta ghi là reload channel, chúng ta bấm add. Đó, các bạn thấy không, sau khi add xong á thì nó gọi, chúng ta coi phần API nó gọi nè, ngay ở một cái method post là 200 nè, sau khi xong á thì nó sẽ gọi tiếp một cái nữa là get cái list về. Đó, thì chứng tỏ là cái hàm của mình nó work rồi ha, nó show lên thông tin rồi nè. Rồi đó, đó là cái phần cái flow mà mình làm cái tính năng add này. Các bạn có thể update lại UI cho nó mới hơn ha. Đó, bạn đổi cái icon vào, cái outline, cái màu sắc button cho nó nổi lên thì nó sẽ đẹp hơn ha. Thì trên tinh thần đó là cái flow của cái luồng là React. Ở đây mình update một vài cái chỗ để mình boot code lên cái tính năng này cho các bạn tham khảo ha. Okay, mình sẽ vào cái phần commit. Trong này chúng ta sẽ có những cái phần thay đổi nè. Đó, thì mình sẽ add hết vào, mình bỏ cái phần ID của mình ra. Những cái phần mà mình thay đổi nè, chúng ta add thêm bucket mới. Rồi, chúng ta sẽ boot cái code này lên với cái title là add feature create new channel. Rồi, sau khi mà chúng ta có cái phần CROD cho cái channel rồi, thì chúng ta đã hoàn chỉnh được cái flow React hết rồi. Thì giờ chúng ta sẽ clone nó ra một cái bản mới. Đó, nhưng mà nó là cái phần quản lý role. Đó, thì tương tự thôi, chúng ta sẽ làm
chúng ta sẽ làm nó nhanh thôi ha. Chúng ta sẽ duplicate folder lên, sửa lại cái name, thì chúng ta sẽ có ngay một cụm tính năng crud nó một cách nhanh chóng. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần tiếp theo là cái role management. Thì phần này chúng ta cũng tương tự, chúng ta sẽ khai báo thêm một cái collection mới. Đó, để chúng ta add cái role nó vào cho cái user. Thì chúng ta sẽ khai báo nó ở cái phần content của chúng ta nè. Chúng ta có channel với lại message rồi. Chúng ta sẽ thêm một cái nữa là cái role. Đó, chúng ta sẽ khai báo một cái collection mới. Rồi, tương tự ha, tương tự chúng ta sẽ loan ra bộ API mới nè. Ta vào cái folder API. Đó, chúng ta sẽ tạo một cái folder mới luôn. Là cái folder là role. Ta cũng add. Rồi, trong cái role này thì chúng ta đổi lại cái param, thay vì là channel ID thì chúng ta sẽ dùng là role ID. Đó, thì cái này cũng khá là đơn giản thôi, chúng ta sẽ sửa lại. Chúng ta đã có một cái chủng rồi thì chúng ta làm những cái tính năng quản lý khác nó rất là nhanh. Trong cái phần role ID này đúng không? Role ID này thì chúng ta cũng sẽ có những cái mục này tạm thời chúng ta sẽ sửa dần ha. Đó, tương tự ha, ở đây chúng ta sẽ thêm một cái folder nữa. Trong này chúng ta có gì? Chúng ta có một cái service file đúng không? Thì giờ chúng ta phải tìm, chúng ta tạo một cái role service file, rồi chúng ta sẽ add hết cái hàm này vào ha. Thì tương tự chúng ta sẽ vào cái folder là Python rồi. Đó, chúng ta tạo thêm một cái nữa. Đó, là role.service.type. Rồi, tương tự như bên này, chúng ta sẽ copy những cái hàm này lại. Đó, hầu như là y chang ha. Chúng ta có thể là Ctrl A này, Ctrl C này. Chúng ta cớ qua cái role này. Rồi chúng ta sẽ sửa lại. Chúng ta sẽ sửa lại là thay vì file store both create channel thì chúng ta sẽ là create a role. Chúng ta sẽ dùng phím tắt để chúng ta thay thế cho nhanh ha. Chúng ta sẽ thay thế cái chữ channel này thành là chữ role. Đó, chúng ta sẽ dùng là cái ký tự là nó chính xác luôn. Để nó thay thế nè ha. Chúng ta có thể xem trước những cái phần mà nó thay thế nè. Rồi chúng ta bấm Relay On. Đó. Thì bây giờ ở đây nó có một cái file chúng ta chưa tạo thì chúng ta sẽ tạo nè. Role Video. Đó, trong này chúng ta sẽ thêm một cái file mới nữa. Đó, chấm .vip. Rồi tương tự như bên này. Chúng ta sẽ import cái này đúng không? Thì thực ra chúng ta có thể dùng lại được. Nhưng mà chúng ta có thể khai báo đi. Sau này chúng ta mở rộng ra mỗi cái là cái data type nó khác nhau mà. Để khai báo đây, ta sửa lại cái phần channel này thôi. Đó, y chang như thế thôi. Ta relay on ha. Rồi, ở cái phần service nó quay lại nè. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đổi các cái collection này về cái collection lại là role. Đó, ta sẽ đi đổi ha. Collection về role. Thì công việc này rất là đơn giản ha. Hầu như là các chúng ta chỉ khách tham giai đoạn đầu thôi, chúng ta làm ra rồi cái phần này chúng ta sẽ làm rất là nhanh. Rồi, sau khi có phần role service rồi thì các bạn quay lại cái phần API. Đó, chúng ta import vào đúng cái mà chúng ta cần ha. Thì ở đây nó đang import về cái channel này. Đó, chúng ta check lại cho đúng ha. Ở đây chúng ta sẽ sửa nó thành role service chứ không phải là channel service nữa. Này get list of channel thì sẽ là get list of role. Đó, cái này tương tự. Rồi, chúng ta sẽ thay thế nó vô đây. Thay thế nó vô đây. Đó, chúng ta đổi tên lại cho nó đàng hoàng nè. Chúng ta dùng rename. Sử dụng lại role. Các bạn nên để mấy cái biến này ha. Những cái biến này rất là nhỏ nhưng mà các cái anh ở trên thì tập trung lắm á, kiểu đánh giá thông qua mấy thông tin này nè, nên em mình sẽ cẩn thận, sau này mình maintain nó cũng dễ nữa. Các bạn vào sau các bạn cũng sẽ bớt nghiệp code của mình. Bạn vào các bạn đọc thì các bạn nhiều khi chúng ta viết một cái hàm, chúng ta lấy cái list role mà chúng ta đặt tên là channel, xong cái người ta đọc code người ta cũng sẽ nghiệp. Thì đối với các cái anh chị khó tính thì người ta hay để mấy cái đó, người ta nghiệp dữ lắm, nên mình sẽ để bớt bớt mấy nghiệp thì chúng ta sẽ đổi cho nó
kỹ kỹ lại tí những cái phần này sau này nó cũng cũng tốt cho các bạn ha. Lúc đi bước thì chúng ta cũng đỡ phải suy nghĩ xem nó là cái gì. Đó. Lúc chúng ta tỉnh táo thì mấy cái này nó đơn giản, nhưng mà lúc mà chúng ta đi bức rối lên rồi thì mấy cái này nó đuối lắm. À, giờ chúng ta sẽ update lại cái này nè. Vì là channel update thì sẽ là role update. Đó. Cái query này chúng ta truyền lên là role ID rồi thì chúng ta phải đổi này lại luôn ha các bạn ha. Chúng ta cần phải đổi á là role ID luôn thì nó mới lấy được đúng ha. Tại vì nó lấy là dựa theo cái parameter đó. Chúng ta phải đổi luôn á. Đây chúng ta sẽ truyền vào role ID. Trên đồ doc ID thì chúng ta sẽ đổi lại là role doc ID. Update hả? À như mình nhầm, cái này là update mới đúng. Dưới này là delete. Ok. Rồi. Đó. Sau khi chúng ta có các cái API này rồi thì các bạn có thể vào Postman các bạn test ha, các bạn test sơ qua cái phần role này. Đó. Nhưng mà chúng ta còn phải thay đổi lại nè. Thực ra là cái phần role chúng ta phải ngồi cái role ID chúng ta add vô, chúng ta còn phải add những thứ mà chúng ta cần chứ đúng không? Ví dụ role thì chúng ta sẽ muốn là có một cái title để hiển thị, ví dụ như là admin hay là editor hay là kiểu là member đó, hay là kiểu quản lý là management đó, đó là những cái thông tin của role ha. Còn khi chúng ta cớp á, chúng ta cớp từ bên channel thì chắc chắn nó sẽ có một cái duy nhất là cái name thôi à. Đó, vậy nên chúng ta còn phải update lại những thứ chúng ta cần ha, chứ không phải là 100% là nó đơn giản vậy. Đó, chúng ta sẽ vào chúng ta sẽ update những cái DTO rồi nè. Đó, còn data model thay vì là cái name chúng ta cộng thêm những cái khác nữa. Ừ, thì cái này chúng ta phải suy nghĩ ha. Thì đây chúng ta chỉ mới copy cái gọi là cái structure code thôi. Đó, chúng ta sẽ loan cái structure code, còn về cơ bản bên dưới logic nó khác nhau thì chúng ta phải đổi lại ha. Ừ. Thì cái role thì nó các bạn nghĩ xem nó sẽ cần gì. Đầu tiên thì mình nghĩ chúng ta làm đơn giản thôi, chúng ta sẽ muốn là quản lý ví dụ như user đó, thì cái này là dựa trên nhu cầu ha. Ví dụ như user chúng ta muốn quản lý là nếu như là member thì chúng ta sẽ cho là tạo kênh và chat đó, không cho xóa kênh luôn ví dụ vậy, hoặc là nếu được xóa thì sẽ là xóa cái kênh của mình tạo thôi. Đó, còn nếu như là một bạn mà có role là quản lý thì bạn sẽ được xóa những cái kênh mà không phải do mình tạo chẳng hạn. Quản lý mà nếu các bạn làm sâu hơn các bạn sẽ cho bạn quản lý cái gì nữa. Thì quản lý nhóm chat thì các bạn được quyền xóa cái nhóm hoặc là thêm cái nhóm, thêm người vào nhóm chẳng hạn. Đó, còn nếu như là quản trị thì các bạn được thêm nhiều thứ nữa, quản lý nhiều thứ khác nữa, quản lý role, quản lý rất là nhiều. Kiểu như vậy các bạn sẽ nghĩ trong đầu là bạn cần cái tính năng nào thì mình sẽ làm mở rộng ra hết cỡ ha. Thì ở đây mình làm cũng demo cho các bạn để các bạn nắm được cái logic sơ sơ thôi, để các bạn làm quen với lại cái phần back end side, cái phần phía dưới đó, để các bạn hình dung được một vài cái key logic mà nó cơ bản thôi. Thì mình cũng làm đơn giản, mình sẽ có ví dụ như cái role thì mình sẽ có cái name nè, thêm thì mình sẽ có thêm cái description là cái mô tả. Đó, cái mô tả cho cái role mà các bạn muốn. Đó. Hoặc là các bạn thêm một cái thuộc tính nữa chẳng hạn, vậy là kiểu cái value, thì cái name này là cái để hiển thị thôi, còn cái value này thực sự nó là một cái key mà các bạn muốn 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 xử lý dựa trên nó. Mình ví dụ cái name á, các bạn có thể là các bạn ghi tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng gì cũng được. Đó. Bạn muốn thể hiện nó là một cái kiểu bytecode kiểu tiếng Nhật đồ đó đó, thì đó là cái hiển thị ha.
thì các bạn có thể tự do, ví dụ như mình ghi ở đây là chữ admin nè, đó thì là chữ A mình viết core đó, hoặc là mình thích mình chữ A viết thường luôn cũng được, hoặc là nó có thể là administrator chẳng hạn như vậy ha, hoặc là management đó, thì nó có rất là nhiều cách viết. Nhưng mà khi chúng ta xử lý thì đâu thể nào mà chúng ta xử lý dựa trên rất là nhiều key như thế này được, nó chỉ quy lại một cái value code thôi. Ví dụ như là nếu như admin thì chúng ta sẽ để là cái field như thế này nè đó, hoặc là nếu như manage thì nó sẽ là một cái gọi là cái alias, hoặc là một cái, nói chung mình gọi value thì cũng đúng ha. Đây các bạn có thể đặt tùy biến đó, thì những cái này là những cái key để mà chúng ta gửi về backend chúng ta xử lý, sau này chúng ta xử lý nếu như là admin chúng ta cho lại gì đó, nếu manager chúng ta làm gì đó. Còn cái title này chúng ta hoàn toàn có thể đổi được ha. Đó. Cái key bên dưới nó vẫn là admin thôi, nhưng mà lúc người ta vui thì người ta thích là admin chứ ai biết hoa, còn lúc người ta thích dài ra thì người ta ghi là quản trị đó, hoặc là người ta ghi chữ admin administrator nó nhiều lắm, thì cái đó là cái mà để hiển thị. Còn cái key bên dưới để xử lý thì nó vẫn là một, nó là một cái bộ enum chúng ta có thể khai báo trước được. Ừ. Rồi thì đó là một vài cái thông tin mà mình nghĩ là mình sẽ quản lý đó, mình sẽ khai báo ở đây, rồi sau đó là mình sẽ đưa nó vào cái phần mà chúng ta muốn create ha. Cái chỗ mà chúng ta create chúng ta lưu xuống đó, là cái phần role service nè. Đó, ở đây chúng ta cũng sẽ thêm cái phần là create đúng không, thời gian bao nhiêu là chúng ta lấy hết thông tin gửi lên. Ở đây chúng ta ngồi thông tin đó thì điểm sinh chúng ta không cần ha, chỉ cần lấy cái value thôi, hoặc là chúng ta có thể kết tùm lại, ta check không phải tạm thời gì ha, ở bắt đen ở đen gửi lên cái gì chúng ta có thể lấy lại cái đó cũng được. Ở đây chúng ta sẽ đổi cái này cho nó phù hợp ha, nó là role payload. Rồi, ở đây chúng ta đổi lại sơ mấy cái này cho nó phù hợp ha. Rồi thì sau khi chúng ta có bắt insight rồi, delete thì mấy cái này nó cũng không có thông tin gì nhiều ha, chủ yếu là chúng ta lấy ID rồi chúng ta query chúng ta xóa thôi à, nên tương tự ha. Update thì chúng ta cho update cái gì nó cũng nên update lại cái payload đó nè đó. Chỉ có cái add thì chúng ta sẽ thêm thôi, còn get list thì query rồi lấy lên. Rồi thì tương tự sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu lon cái cục UI ra đó, rồi lon cái phần là endpoint chúng ta config ra. Thì giờ tạm thời chúng ta sẽ lon cái phần config API trước ha. Đó, để chúng ta lon UI thì chúng ta sẽ trỏ vào luôn. Đó, thì chúng ta có cái phần là channel app này rồi. Thì giờ chúng ta sẽ lon nó ra thành một cái nữa. Đó, ví dụ như cái endpoint nè, giờ chúng ta có channel endpoint rồi chúng ta lon ra thêm cái role endpoint nữa. Để chúng ta sửa lại nè. Trong này thì sẽ là role. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tạo một cái file mới cho role app ha, role.app.typescript. Rồi tương tự như bên channel app chúng ta cũng sẽ copy qua cái role app, rồi chúng ta sẽ sửa lại thông tin nè. Đó, ở đây chúng ta import cái đúng lại ha, là role CTO. Ta sẽ truyền vào role. Role. Rồi, thay đổi nó này. Thay đổi lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thay thế cái chữ channel này thành chữ role nè. Relay on. Rồi, channel endpoint thì chúng ta sẽ thay thế là role endpoint relay on.
Rồi, tương tự ha, chúng ta update lại cái biến này sao cho nó phù hợp hơn nè. Rồi, khá ổn ha. Như chỗ này thì chúng ta sửa lại luôn là run ID. Hoặc là chúng ta để lại ID thôi cũng được, để tí nữa chúng ta lo là chúng ta không phải sửa nữa. Đó là kinh nghiệm. Đang làm một hai lần chúng ta thấy cần sửa này thì sửa, không thôi. Như chỗ này cũng khỏi cần ghi chữ run byload, ta sửa lại luôn là chữ byload. Nó để chút run ra thì nó là byload thôi. Không cần phải sửa cho cực. Rồi. Thì mục đích chúng ta tách file như vậy để sau này chúng ta quản lý ha. Đôi khi những cái logic bên trong á, ngồi cái việc đâu đơn giản là chúng ta call API này thôi đâu. Chúng ta có những cái hàm chúng ta phải chuyển hóa dữ liệu. Ví dụ như ở trên client ha, họ có rất là nhiều field. Mình ví dụ đơn giản là chúng ta có một cái array đi, trong đó để mà render ra UI chúng ta phải có một cái field mới là cái field ID đó, để chúng ta unit chúng ta render ra cái map đó, thì chúng ta có cái key, khi thay đổi thì nó dựa cái key đó để mà nó loop ra thì nó render, nó không có bị warning key nè. Nó sẽ biết khi nào thay đổi thì nó render lại component ha. Đó, thì những cái field dạng dạng như thế thì nó gọi là UI conceptual. Đó là những cái phần data conceptual đó là nó phục vụ cho UI thôi chứ nó không có ý nghĩa với cái phía backend side. Đó thì ở phía backend họ không có cần lưu cái ID đó xuống. Do đó là chúng ta cần phải có rất là nhiều bước mà chúng ta phải lọc cái data nó ra trước khi chúng ta gửi xuống backend, hoặc là chúng ta phải thống nhất với backend rằng là họ không cần phải lưu. Đó, thì những cái data đó khi xuống thì bắt đầu họ lọc, họ không lưu. Thì một vài trường hợp là chúng ta gửi rất là nhiều, chúng ta có rất là nhiều cái data mà để phục vụ cho việc render UI đó, mà thực sự nó không có ý nghĩa cho backend á, thì lúc đó chúng ta còn phải gỡ ra ha. Chứ không nhất thiết là chúng ta gửi rất là nhiều xuống backend thì nó sai cái schema mà backend mong muốn á. Ví dụ như là chúng ta định nghĩ rằng là Swagger chúng ta nhận là, ví dụ như lúc nãy chúng ta có channel đó, chúng ta có cái field name thôi, mà chúng ta ở runtime chúng ta gửi xuống quá trừng luôn, nó trật với lại cái payload đó là nó không nhận, backend không xử lý. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà gửi nhiều xuống mà backend đồng ý hết thì lỡ như chúng ta hack thì sao? Chúng ta bị hack thì phía hacker họ sẽ tìm cách họ nhét nhiều data của họ vào trong database, rồi vô tình nó thực thi những cái đoạn read bên trong thì nó sẽ không biết trước được, dẫn đến là backend mong đợi rằng sẽ gửi đúng format đó thì nó mới vô thôi. Đó. Thì cái đó là cái những cái vấn đề chúng ta cần phải xử lý trước khi gửi nữa. Thì thường nó sẽ nằm ở bước này. Ví dụ như chúng ta sẽ có một cái bước là chúng ta transform dữ liệu chẳng hạn. Đó, chúng ta transform cái payload này về cái data mà backend muốn, thì chúng ta viết một cái hàm là transform. Đó, thì chúng ta chuyển cái payload này để nó return về cái payload mới, rồi chúng ta mới lấy cái payload chúng ta gửi xuống backend. Thì những cái này nè thì chúng ta có thể viết luôn trong cái hàm này luôn. Vậy nên á, là cái việc mà chúng ta tách hàm này ra nè là cái việc cần thiết ha. Chúng ta tách mỗi một cái message này ra một cái file riêng á, chứ thật ra chúng ta có thể run hết những cái hàm này nè, chúng ta viết một cái file duy nhất thôi, chúng ta bỏ hết vào đó. Thì thật ra khi chúng ta maintain thì chúng ta sửa code á, ví dụ như là chúng ta làm việc trong team có ba bạn, mỗi bạn làm cái channel, mỗi bạn làm cái role, một bạn thì làm cái khác nữa, nhưng mà chúng ta tổ chức một file đi, chúng ta sẽ vào một file chúng ta sửa, chắc chắn nó sẽ bị complete nè. Đó, nó xảy ra rất là nhiều vấn đề, thậm chí là cái file nó sẽ dài ra thì nó lên đến cả ngàn, cả 3-4 ngàn dòng code là chuyện bình thường, thì lúc đó nó sẽ rất là cực. Thì chúng ta tách ra như thế này thì sẽ không có bị những vấn đề đó. Đó, mà maintain thì nó cũng dễ. Vì những cái vấn đề đó mình cái đó là mình thấy là nên ha. Cho nên việc các bạn thấy nó tách file nhỏ này nè, đôi khi các bạn thấy nó rườm rà, vấn đề là dự án nhỏ thì bạn thấy nó rườm rà thật. Các bạn thấy không, runtime backend bạn tách quá là nhiều folder, mỗi cụm là folder hết. Đó. Chúng ta có thể hoàn toàn có thể gom lại nhưng mà nó sẽ không phù hợp về dự án, khi chúng ta mở rộng nó ra thì nó sẽ có rất là nhiều vấn đề hệ lụy phía sau. Cho nên là các bạn cứ cố gắng làm cho nó chuẩn ha, làm cho nó ra structure nọ kia thì sau này các bạn xài lại, các bạn lợi dụng cái structure này các bạn làm lại ở những cái công ty lớn thì các bạn sẽ thấy được nó tổ chức còn ghê hơn thế này nữa. Nó còn viết riêng ra là cái hàm nào gọi API là riêng ra hết, những hàm nào xử lý là riêng ra hết. Đó, bên này mình còn xử lý là mình còn để chung này. Đó, thì tùy vào dự án, tùy vào cái tính chất mở rộng của nó, cũng tùy vào cái domain nữa. Ví dụ như nó làm bên các cái phần như là cái phần như tiền ảo rồi nè, crypto rồi đó, chứ cho nó tổ chức cùng kinh dị data nó thì thôi luôn.
phần nào chẹt là nó ra service chẹt, mỗi một cái chẹt nó làm riêng hết đó. Thì đó là những cái góc nhìn về data sau này mà nó nở ra thì nó sẽ rất là ghê. Code vô mở 8-9 ngàn dòng, mấy cái IDE này mở lên nó chạy không nổi luôn á, máy mà yếu yếu là mở lên code không mà nó index dữ liệu nó chạy lên cái đuối luôn. Cho nên là các bạn cứ tách nhỏ, càng nhỏ càng tốt ha, mà nhỏ đến mức mà chúng ta có thể maintain nó tốt hơn, mà nó module hóa được thì các bạn xài được là trên những cái lần sau á thì chúng ta làm. Cũng đừng có overthinking quá, làm ở mức độ mà chúng ta chấp nhận được trước, rồi sau khi làm xong thì chúng ta mới mới improve dần hơn. Không cần phải làm impact mà lúc đầu chúng ta làm quá xịn sò thì đôi khi nó cũng là vấn đề. Nó cũng có mấy nguyên tắc lập trình don't repeat yourself này, hay là những cái zip, những cái key á, thì các bạn có thể follow những cái từ đó để hiểu thêm ha. Rồi thì mình nói một chút về cái phần slip file ra để quản lý cho nó dễ. Và bây giờ mình đi tiếp cái phần là sau khi mình có cái phần roll app này, chúng ta có con vi rồi đúng không, thì bây giờ chúng ta sẽ lon cái cục ui ra đó, để chúng ta gọi những cái API này thì nó sẽ hoạt động như ý chúng ta ha. Thì chúng ta sẽ vào cái phần là channel UI này đó, chúng ta sẽ thêm một cái trang nữa là trang roll.css. Rồi tương tự thì mình cũng khai báo trước ha, hoặc là chúng ta có thể cớp ghi đề lại, chúng ta sửa nó cớp hết cái phần channel này nè, chúng ta bắt vào cái file này, rồi chúng ta sẽ đi sửa những cái tên lại cho nó phù hợp. Thay vì là channel bay thì chúng ta sẽ sửa là role bay. Rồi ở đây chúng ta sẽ sửa từ từ ha, để sửa những cái key, những cái tên lại nè. Thay vì là quản lý kênh chat thì chúng ta sẽ quản lý các cái quyền, sẽ quản lý quyền. Rồi ở đây sẽ là role management. Đây chúng ta đổi lại cái tên luôn, để lúc mà nó render ra khi chúng ta cần debug thì chúng ta debug nó cũng biết được nằm ở đâu. Rồi ở đây chúng ta sẽ sửa lại những phần core API nè, chúng ta xóa bớt mấy cái lock này đi, không cần lock nữa ha. Rồi chúng ta sẽ tìm đến cái phần bên cũ, mình sẽ xóa bớt mấy cái lock này luôn, mấy cái lock này không cần thiết nữa, nó lock nhiều quá thì chúng ta sẽ khó debug. À phải rồi, nhân cơ hội mà mình nói tới cái phần lock này thì vô tình là mình có chấm bài cho một vài bạn, thì mình có đọc qua code á, thì vô tình là các bạn cướp code của mình vô, các bạn đẩy nó lên, trời ơi thì nó đúng đến từng cái dòng comment lận, dòng comment rồi cái vị trí của cái dòng đó luôn trong cái file, rồi đến tận cả cái phần console lock luôn, nó cũng giống y chang hết. Thì cái đó là không nên ha các bạn ha, các bạn cớ vào cũng được, mình cũng không có vấn đề gì đâu, nhưng mà thật sự các bạn nên hiểu, các bạn nên nên hiểu thực sự nó vận hành ra sao. Rồi là khi mà các bạn nghe mình nói cái này đúng không, các bạn về các bạn code lại, nghĩa là bạn sẽ thấm lại lần hai, thì não bộ mình nó làm việc theo kiểu là lặp đi lặp lại càng nhiều lần thì các bạn sẽ nhớ lâu hơn thôi à. Đó là kiểu như thói quen vậy đó. Khi các bạn nghe mình nói về cái hướng suy nghĩ nè, thì lúc mà các bạn làm các bạn cũng sẽ đụng lại cái phần suy nghĩ á, các bạn sẽ để làm được cái này thì chúng ta đi những cái bước này, thì lúc đó các bạn sẽ hình dung được cái bước mà các bạn sẽ làm ha. Thì khi mà các bạn gặp lại một cái vấn đề tương tự như vậy á, thì các bạn sẽ lần trước mình làm hai lần rồi, qua lần thứ ba chúng ta sẽ mường tượng lại, các bạn nhớ lại cái tuần tự cái bước làm, thì lúc đó nó sẽ dễ hơn cho các bạn. Chứ còn các bạn cứ control A control C control V thì lúc đó là đến lúc làm thì các bạn cũng đi kiếm lại để các bạn control na, thì lúc đó các bạn mất đi cái phần suy nghĩ ấy, thì gặp những cái vấn đề nó khó hơn tí. Ví dụ như chúng ta khám bệnh mà không có cái thuốc đó, không có trong sách, thì các bạn lại bảo là này trong sách không có à, phải có cái nền tảng ở trong á, chúng ta chắc chắn là chúng ta biết được cái đó thì chúng ta sẽ suy nghĩ dựa được cái nền tảng đó, chúng ta suy nghĩ lên thì đó các bạn sẽ đỡ cực hơn ha. Thì ấy là mình cũng mong đợi, mình sẽ cố gắng chút là cố gắng hiểu để mà nó tốt hơn. Mình biết là các bạn có nhiều dự án quá, các bạn làm không kịp, nhưng mà thực ra mấy cái tính năng này mình cũng cố gắng mình code trong buổi học, rồi mình dành thời gian riêng mấy ngày cuối tuần để mình code đó, thì mình nghĩ là các bạn nên chịu khó với mình tí để cùng nhau mình làm, hoặc là trong buổi học này nè các bạn cũng chịu khó, mình nghĩ là mình nói thì buổi sau các bạn cũng có thể ghi lại được mà, các bạn có thể làm theo luôn. Các bạn nếu có hai màn hình thì tốt hơn, các bạn bỏ cái màn hình ở ngoài, cái màn hình ở trong các bạn code.
mình có theo của mình thấy mình làm công việc nó cũng có thể là nó hơi nhanh hơn các bạn tí, các bạn còn phải thời gian để phân tích rồi hiểu nữa, nhưng mà các bạn có thể làm theo từ từ, hoặc là độ nào các bạn nghe không kịp thì các bạn sau buổi học thì các bạn có thể mở lại video các bạn coi ha, chứ để mà copy code bỏ vô chạy lại thì uổng lắm á, cái đó thật sự là uổng lắm, lỡ đâu sau này các bạn lại không hiểu vấn đề đó các bạn lục lại lúc đó là cực nữa. Bây giờ chúng ta làm thì chúng ta gặp vấn đề chúng ta hỏi liền với mình thì mình support, nó lỡ đâu sau này thông tin liên lạc của mình bị đổi lúc đó không liên hệ được thì cũng uổng lắm à. Mình cũng welcome, mình support thôi, nhưng mà mình cũng sợ sau này lỡ đâu là gặp những cái đó thì họ nó cũng sẽ khó khăn. Rồi vậy nha, các bạn cố gắng mình code lại, mình sẽ làm thêm một cái nhịp nữa để mà nó khả năng là nhớ là phân tích nó cũng ok hơn ha. Rồi mình đang nói tới cái phần là đổi lại một số thông tin, à mình nói tới phần xóa lock đúng không? Ok, ở đây mình xóa xong lock rồi, giờ mình quay lại đây mình sẽ đổi lại các cái phần Core BI ha. Chúng ta đang làm với role thì thay vì chúng ta gọi qua cái phần channel, chúng ta gọi qua cái role, chúng ta cũng tương tự, chúng ta sẽ tìm cái chữ channel này nè, chúng ta đổi thành chữ role đi, ta đổi thành chữ role này nè, ta sửa lại bỏ cái phần này đi, chúng ta lấy phần này chúng ta rely on nè. Ok ha, rồi bây giờ nó sẽ gọi qua đây cho mình ở phía trên này tương tự luôn. Đó, giờ chúng ta chưa có phần role này thì chúng ta sẽ tạo ha, tạo cái folder chứa cái phần role form này. Ta sẽ tạo trong container. Đây, ta sẽ thêm chữ S nữa nè. Rồi, chúng ta sẽ tạo một cái folder là role. Rồi chúng ta tạo một cái file là role builder download. Ok. Mình cũng sẽ copy cái này bỏ vô. Rồi mình đổi tên lại. Tương tự. Rồi, trong này thì mình sẽ gọi nó về cái role. Cái role app. Đó, thì nó sẽ tự động nó map vô ha. Rồi giờ tạm thời mình cứ để là nó add một cái field thôi ha, một cái field là name thôi. Tí nữa mình sẽ update sau. Rồi, thì mình muốn là mình test lại UI xem nó đã lên được tới đâu rồi thì mình cố gắng mình sửa những phần này nữa ha. Đây thay vì nó vô đây thì nó sẽ vô cái role. Đó, để cho nó mất ra rồi, ok. Rồi, ta chết lại một chút nữa ha. Đó, chúng ta lấy lên cái name nè, chúng ta lấy lên ngày tạo nè. Đây chúng ta sẽ thêm một cột nữa là cột description ha. Tại vì chúng ta có thêm thông tin của description mà. Description. Rồi. Cái này tương tự rồi ha. Rồi, nếu mà lỡ mà các bạn có thấy thông tin nào mà cần update thì các bạn có thể update lại. Ừ. Tạm thời là như vậy trước ha, mình cần connect lại nè. Rồi mình ra UI mình coi nè. À, chúng ta còn phải thêm một cái router nữa cho cái role này đúng không? Hiện tại thêm cái menu nữa ở đây. Thì menu thì chúng ta sẽ thêm nó ở trong cái folder là route option nè. Chúng ta sẽ thêm một cái nữa. Đi thêm luôn dấu phẩy này ha. Thêm cái item là số 3. Chúng ta sẽ thêm một cái nữa là role. Chúng ta muốn nó hiển thị là chữ role. Có cái kênh là role. Rồi trong này thì chúng ta sẽ khai báo thêm một cái router mới nữa. Đó. Chúng ta muốn nó vô cái trang role này thì cái này chính là cái file name mà các bạn phải để đúng ha, các bạn phải để đúng như cái chữ mà cái file role này nè thì nó mới vô được ha. Trong cái icon mình muốn tìm đến cái chỗ mà nó get ra cái icon thì hình như nó nằm ở trong cái menu đúng không? Đó. Mình sẽ có thêm một cái phần là get icon by name nè. Rồi, tương tự như vậy thì mình sẽ thêm một cái nữa. Một cái icon mới là cái của cái phần role. Thì role là quyền đúng không? Chúng ta sẽ đi tìm ha, chúng ta tìm một cái icon về quyền.
quyền thì mình nghĩ là nó sẽ đi với user, mình sẽ chọn chữ user thôi coi. Nó đứng cứng ngắc, nó không tìm được hết nhỉ. Profile thì sao? Ủa sao nó không sợ được ta? Ok. Rồi thì mình sẽ tìm một cái nào đó giống giống với là quyền nha. Ví dụ như role có ổ khóa chẳng hạn. Hoặc là kiểu kiểu như là mình dùng cái thẻ kẹp này đi ha. Đây mình sạch chữ role thử xem. Không có nha. Thì nhạc mình. À đây này. Mình thử cái này xem. Nhìn có cái khiên gì nghe cũng hấp dẫn này. Mình sẽ cướp cái này ha. Ok, mình sẽ bỏ nó vào đây. Rồi mình sẽ update nó vào cái icon của mình. Rồi xong. Rồi, bây giờ mình sẽ check lại cái menu của mình nè. Đây, nó có thêm icon mới nè. Tôi bấm vào thử ha. Rồi, nó sẽ chạy vào role management nè. Trong này data load lên chưa có nè. Chúng ta xem nó gọi cái API là set role thấy không? Nó sẽ lấy lên data bằng rỗng nè. Đó, trong cái phần API call này các bạn mình kéo rỗng nó cho các bạn coi nè. Đây. Đó, nó sẽ gọi set API set role. Đó, ok ha. Rồi, chúng ta thử luôn cái ad này xem nó số gì ha. Đây, bây giờ nó vẫn đang là ad channel mà nó có cái role name nè. Thì mình nghĩ là mình update ha, update thêm cái những cái field cho nó phù hợp mình gửi lên luôn. Rồi thì bây giờ tương tự mình có cái gì rồi, mình có cái form đó rồi thì mình sẽ thêm hai thông tin nữa, mình sẽ zoom nhỏ lại tí ha. Rồi đây ngồi cái name thì mình sẽ có thêm cái description đó, mình cũng tương tự nó cũng là cái string thôi. Cái string thì nó sẽ đi chung với lại mình muốn nó bắt buộc luôn hoặc là có thể là optional, optional không để. Ok rồi mình sẽ muốn có thêm một cái nữa là cái key này là cái mà mình muốn là cái khi gửi lên nó là admin hay là cái manager thì mình sẽ khai báo luôn đó, để là cái value này đi, mình muốn nó là cũng là cái string đó nhưng mà mình muốn nó là require. Rồi được, cái này mình muốn nó làm cái select option ha, mình sẽ đi tìm cái select option đó mình bỏ vô where wrong thì trong này mình sẽ check kỹ, mình cần là cái value này ha. Ở đây mình sẽ update lại những cái này, mình có thể đổi này nè, thay vì là honest wrong thì mình sẽ khai báo luôn là honest action để sau này mình chỉ việc là copy thôi không cần đổi nữa. Đây add channel thì mình sẽ ghi là add đi. Rồi trong cái controller này mình muốn thêm một cái nữa nè, đó là description đó. Tương tự mình sẽ thay thế những cái field này ha, role description. Rồi như mình nói lúc nãy đó là mình mới có cái name với cái description nè, bây giờ mình muốn thêm một cái thông tin nữa là cái key. Thì mình sẽ đi kiếm một cái select option để cho người ta chọn ha, mình muốn cái quyền đó là quyền gì đó. Ví dụ như người ta đặt tên nè, người ta đặt tên thì người ta muốn đặt tên cũng sao cũng được, ví dụ như là quản lý người ta đặt tên là management hoặc người ta ghi luôn chữ quản lý đó. Rồi cái role description ví dụ người ta muốn là quản lý trên chat đó. Rồi mình sẽ có một cái danh sách các cái role để người ta chọn ha, quản lý thì người ta sẽ chọn là admin nè hay manager nè hay là gì đó, kiểu mình sẽ có danh sách role thì mình sẽ đi kiếm cái select option để mình bỏ vào. Thì select option thì mình nghĩ nó là cái drop down chứ hả, trong này không biết nó có drop down không. Cái material thì lâu rồi mình cũng không có dùng đến. Nó sẽ có select option đúng không? Select option đây. Rồi, thì đây đó, nó sẽ có những option như này, mình có thể dùng lại cái này luôn. Cho nhanh. Hoặc là mình lướt xem thử có cái nào nữa không. Đó, các bạn có thể xem mấy cái này thì các bạn có thể xem để mà nó nào phù hợp thì các bạn dùng.
Mình thích cái này nè, nó có cái error để có gì mình dùng luôn cho cái phần validate á, thì mình sẽ lấy cái error này ha, thì nó là cái thứ hai đúng không? Cái thứ hai thì mình sẽ dùng cái thứ hai trong này là cái form control nè. Đó, chúng ta sẽ copy cái form control có cái error. Ok, mình copy cái này rồi, mình sẽ bê nó vào trong cái controller này, chúng ta nâng cấp nó ra, copy nó ra trong cái return này, chúng ta sẽ bỏ vào cái form control này. Rồi tương tự thì chúng ta sẽ import nó vào ha, chúng ta đi kiếm cái phần import, chúng ta sẽ import hết cái phần này vô. Rồi mình có cái on-chain thì cái này mình không cần dùng nè, nhưng mà chỗ on-chain này á, value này mình cũng không cần, có khả năng là mình sẽ đưa cái field này vào trong cái này, mình cũng chưa thử cái phần select option này nữa, sẽ thử ha. Ok, value mình bỏ đi nè, label level thì mình sẽ dùng lại chữ value và mình ghi luôn chữ role. Ở đây mình có thể đổi lại nè, role role cái này thì nó sẽ giống với nhau nè, để nó map được cái label vào đó các bạn. Rồi trong này mình muốn là cái admin, rồi cái manager và management, manager đi. Đó, rồi đến member. Đó, value thì mình sẽ để nó là enum, thì mình sẽ tạo một cái bộ enum. Thì trong file file rule, cái file role mà PTO role PTO nè, các bạn khai báo thêm một cái bộ enum. Sao mình không zoom được nữa ta? Mình sẽ ok, mình bỏ này đi, để zoom. Sao mình hết zoom được nữa rồi? Rồi mình sẽ khai báo một cái con tăng là ron 2 hay là ron enum chẳng hạn. Rồi mình chỉ khai báo các cái enum mà mình muốn, ví dụ như là admin nè, thì nó có cái value là admin luôn. Rồi cái role là manager thì sẽ là manager. Rồi cái role là member. Thực ra các bạn có thể hack code, nhưng mà sau này các bạn muốn thì các bạn có thể thay đổi kiểu như thế này ha. Chúng ta sẽ đưa ra biến hết. Nên chúng ta sẽ sửa một nơi thôi. Chỗ này chúng ta sẽ import vào, chúng ta sẽ chấm cái admin nè. Nó thì nhìn code của chúng ta nó sẽ không có bị hạch code, hầu như là nó cần tăng hết thôi, chúng ta truy xuất qua biến hết. Sau này thậm chí các bạn muốn đưa ra biến môi trường, bạn config, bạn đưa xuất bắt inside luôn cũng được. Thì chúng ta code common thì sau này chúng ta sẽ đỡ cực mấy phần đó. Nên thì chúng ta không cần phải truyền ha. Rồi tạm thời chúng ta sẽ có cái này, còn cái error tag này thì chúng ta có thể lấy ra khi và chỉ khi là cái phần error này nó có lỗi thôi ha. Ví dụ như chúng ta sẽ check này, nếu như mà nó có cái field là thì chúng ta mới show là ok đúng không, thì cái field ở đây chính là cái value. Ở đây chúng ta sẽ đặt cái name, không cần, chúng ta sẽ đưa vô là value. Rồi ở đây chúng ta sẽ thay vì là show với chữ error thì chúng ta sẽ show là error chấm với cái field là value chấm với cái message đó. Ok rồi, đây chúng ta tạm thời bỏ cái này ha. Rồi chúng ta check lại nó còn lỗi ở đâu đó nè. Rồi cái này nó mong đợi là một cái trinh nè, thì chúng ta sẽ đưa nó vào cái trinh nè. Rồi ok,
Bây giờ thì A nó còn cái chữ A nè, nên sửa A lại là cái chữ role. Ta reload lại ha, bấm vào nút add. Rồi bây giờ thì nó đang hiện ra nhưng mà nó đang show màu đỏ nè, có khả năng là cái style này nó đang màu đỏ rồi. Cái style này nó đang màu đỏ, không biết là cái style nó đang format ở đâu nữa. À, nó có cái chữ error ở đây. Ok, chúng ta có thể bằng ha, chúng ta lấy cái thuộc tính này lên đó. Nếu như nó phone thì nó không có ha, thử lại xem. Đó, nó hết lỗi nè. Rồi chúng ta có thể thêm nó vào cái box để cho nó mạc sinh với cái trên ha. Giờ chúng ta thử, chúng ta tạo cái role là quản lý, chúng ta mô tả là quản lý kênh chat đó. Rồi chúng ta sẽ chọn cái role là manager đó. Rồi chúng ta bấm nút add. Rồi các bạn thấy nè, nó call một cái API bot trước nè đó. Rồi với cái payload gửi lên là ba thông tin nè, rồi data trả về nè. Đó, hợp lý không? Tiếp theo là nó call tiếp một cái API nữa là API get đó, để nó lấy thông tin của cái kênh mình mới tạo nè, thấy không? Đó, khi chúng ta log ra thì cái lợi thế của chúng ta là làm một phát chúng ta sẽ thấy nó kết quả nhanh hơn cái lúc đầu đó. Rồi chúng ta có cái tên là quản lý kênh chat, nó sẽ mapping vào đúng cái phần mà chúng ta khai báo lúc nãy ha. Rồi chúng ta thử tính năng là update thử, như vô chúng ta sẽ muốn update là quản lý thêm một cái trường nữa, một cái tên phía sau nữa, chúng ta bấm enter. Đó, chúng ta xem nè, thì cái phần chúng ta write xuống nè, đó nó có nè, nghĩa là mình coi thấy status của nó là boot 200 nè. Đó, nó gọi API, nó truyền vô ID nè, các bạn thấy không, nó tự động nó work như lúc đầu thôi, chúng ta log lên thì nó rất là nhanh đó. Rồi thì chúng ta thử luôn tính năng xóa, chúng ta tạo thêm một cái nữa nè, tạo cái role mới là ví dụ như là chúng ta ghi luôn là role xóa ha. Rồi chúng ta để một cái member ở đây, rồi chúng ta bấm nút add. Rồi chúng ta bấm nút xóa đây ha. Rồi sau khi chúng ta gọi API xóa cũng tương tự ha, cũng xóa status là 200, sau đó nó sẽ gọi lại API log đó, thì nó đã xóa thành công. Thì hôm trước mình cũng có gặp một cái case là có bạn hỏi mình là sau khi mình sửa xong cái này nè, thì mình out focus ra nó không có mất cái ô input này. Thì cái cách mà sửa cái đó đó các bạn, nó nằm ở cái phần là cái phần table á, nó nằm ở trong cái phần role nè, nó có cái phần là role set row update và on role set row update error, là nó có hai hàm. Thì trong cái hàm mà chúng ta gọi API đó, nó có một cái mục là resolve với lại reject đó. Thì nếu như mà bằng 200 á, chúng ta resolve nó thì nó sẽ update. Thì bây giờ chúng ta test lại vì sao mà nó chưa update ha. Ở đây sau khi resolve thì chúng ta truyền vào cái này, mình cũng đang không biết là mình làm cũng khá đúng rồi nhưng mà vì sao nó không work ha. Mình sẽ check lại từ từ, ngẫm lại chút ha. Ở đây mình thử đổi cái cách này lại một chút xíu, thay vì mình dùng như thế này thì mình sẽ return nó về ở đây luôn, đổi đường này lên trên này luôn.
Raw function. Chúng ta có một cái function trong này. Đúng không? Bỏ luôn cái này. Cái dấu phẩy vào. Ok. Trong này thay vì như thế này chúng ta sẽ lấy cái remit nó chấm. Rồi trong cái handle error. Trong handle error thì chúng ta cũng không còn phải xử lý gì nhiều, chúng ta cứ để ra cho nó sửa ha. Nó format code lại nè. Ở đây chúng ta đợi luôn cái hàm này cho nó xong ha. Ở đây mình thấy chưa có đợi nè. Rồi, bây giờ mình thử ha. Thử reload lại nè. Rồi chúng ta sẽ xóa chữ update đi. Chúng ta enter. Rồi, đó thì khi mà chúng ta làm nó resolve xong thì nó sẽ không còn cái key này nữa. Chúng ta check lại cái chỗ này, có khả năng là mình lúc trước mà mình chưa để cái phần away này nè, nghĩa là nó chưa đợi xong cái này thì kết quả của nó là cái remit, thì lúc đó nó sẽ chưa có lấy được cái status này cho nên nó chưa có return được. Dẫn đến chúng ta cần phải để cái away này vào ha. Thì tương tự mình cũng sẽ sửa nó ở bên channel luôn ha các bạn ha. Đây chúng ta có thể thay vào cái away này để cho chúng ta đợi nó lấy xong. Thì để mà thêm away đó thì cái này chúng ta sẽ ở sync này. Nhưng mà ok mình thử này ở bên channel thử xem nó work không ha. Rồi mình cũng sẽ update một cái reload channel này nè để nó update. Ok giờ đã hoạt động ha. Thì cả hai cách viết thôi, quan trọng là mình tìm được cái issue nó nằm ở đâu. Thì vấn đề là nó nằm ở chỗ cái away này thôi các bạn. Thêm cái đợi khi mà kết quả nó trả về xong thì các bạn hãy resolve. Ở hai cách viết ngắn gọn cách này thì nó khai báo rõ ra là nó nêu cái remit, nó truyền vào resolve và reject. Đó. Còn bên này thì chúng ta sẽ viết cách khác. Đó. Nó return về, chúng ta lấy cái remit chúng ta chấm. Rồi, thì các bạn follow được tới cái phần run rồi ha, cái phần ta thêm này rồi, chúng ta check trên Firebase xem nó ra UI như thế nào ha. Chúng ta vào cái Firebase, chúng ta vào cái console. Ta vào cái account. Ta chọn cái rồi check. Cái mình làm là cái slug này đúng không? Ok. Chúng ta vào cái phần file store, chúng ta sẽ thấy thêm một cái phần role. Đó. Trong này thì chúng ta có phần quản lý kênh chat nè, thì chúng ta sẽ tạo thêm hai cái nữa. Đó. Để chúng ta làm cái phần user thì nó sẽ thông tin nó sẽ nhiều hơn ha. Đây chúng ta sẽ quay lại phần role nè, chúng ta add thêm vô. Người quản lý chúng ta sẽ có thêm, chúng ta có phần quản trị, quản lý là cái role nhỏ ha, còn quản trị là kiểu toàn quyền á, thì chúng ta để luôn cho admin cũng được. Đó, này là quản lý tất cả luôn. Rồi thì chúng ta để là admin. Chúng ta bấm mệt. Rồi, tương tự thì mình sẽ thêm cái nữa cho member ha. Member là tên là thành viên. Đó, ở đây là sẽ là chat, tạo kênh. Nó để đây là member. Thì cái component này là của bên bên material thôi ha. Các bạn có thể sử dụng nhiều cái khác nhau ha. Đổi cho nó đẹp. Chúng ta add vào. Đó. Rồi. Thì chúng ta thử mấy tính năng này nè. Nó chắc là cũng sẽ còn work ha. Quản nè. Đó, ok ha. Rồi. Thì tương tự như vậy chúng ta sẽ loan tiếp một cái nữa cho user. Thì các bạn có thể loan ha, bạn loan chung với mình. Bạn làm tới đây bạn có thể tạo thêm. Không có gặp issue gì không? Ở đây mình sẽ tắt cái bot này đi. Mình sẽ commit cái tính năng này lên ha. Cái tính năng role này.
Các bạn hoàn thiện cái phần đó một chút ha, thì mình cũng sẽ đợi các bạn làm phần này một tí. Rồi thì cỡ đến 20 giờ 20 đi, mình làm 15 phút thì mình sẽ tiếp tục đến 20 giờ rưỡi như hạn. Thì các bạn cứ làm đi rồi mình sẽ comeback lại ha.
Alo, các bạn còn đó không? Mình bắt đầu tiếp ha các bạn ha. Bạn confirm giúp mình là có nghe mình nói rồi ha, tại vì mình sợ là đôi khi cái mic nó cũng không rõ. Hello, bạn nào mở mic confirm giùm mình cái đi. Hello. Rồi, thôi mình về tiếp ha, mình tiếp tục ha. Rồi, thì lúc nãy mình xong cái phần role rồi, thì giờ mình sẽ tiếp tục đi qua cái phần quản lý user ha. Thì cũng tương tự như role thôi, mình cũng sẽ loan ra một cái module công việc cũng giống giống lúc nãy ha. Thì mình sẽ bắt đầu tương tự như lúc nãy là loan một cái thư mục API mới cho cái phần user. Đó, thì mình cũng sẽ copy từ cái role này ha. Mình sẽ copy ra một cái folder mới. Mình sẽ Ctrl V luôn, mình sẽ đặt tên nó là user. Đó. Rồi, thì trong folder user này thì mình cũng sẽ update lại những cái thông tin, ví dụ như trong file index nè, thì chúng ta cũng sẽ đổi lại ha. Thì trước khi đổi thì mình nghĩ là mình sẽ tạo các cái file cho nó giống đã, rồi mình chỉ việc switch cái directory cho nó về lại file mới thôi. Như ở đây thì mình cần sửa lại cái này nè, sửa lại cái param là user ID. Đó, mình sẽ đổi nó lại. Rồi, giờ mình sẽ tạo một cái service ha. Tạo cái service giống gì nè, xong mình sẽ đổi lại mấy cái name bên trong này. Đó, mình sẽ vào folder file to. Rồi, mình sẽ copy cái role này ra. Tạo một cái tên mới là user. Đó. Rồi, tương tự mình cũng sẽ đổi các cái key, cái chữ role này đó, thành cái chữ là user. Thì mình sẽ dùng tool nè, mình Ctrl R nè thay thế nó. Thì vì cái tính năng này nó giống nhau cho nên là mình cứ thay thế bằng cái phương pháp này ha. Thì ở đây tương tự mình thiếu cái user detail thì mình cũng sẽ tạo nó trong cái folder model này. Tương tự mình cũng sẽ tạo nó là user detail. À, mình cần phải chấm tyrip cho nó ha. Rồi, thì mình cũng sẽ loan cái data từ bên cái role này qua qua cái detail này. Cũng sẽ update lại những thông tin nữa. Tương tự nhau thôi. Rồi, trong này thì có thể là tí nữa mình sẽ update cái phần này ha. Thì mình nghĩ là tương tự thì mình sẽ dùng cái role data model này luôn nè. Thì tạm thời mình sẽ lấy cái này mình bỏ vào trước, cái nữa mình sẽ xử lý sau. Role enum này thì mình không cần nữa ha, mình có thể bỏ bằng role enum này đi. Rồi, user service bây giờ mình sẽ bắt đầu thay thế lại những cái phần nè. Đó. Thì bây giờ thay vì là db name role này thì mình sẽ chọn nó vào cái collection là user. Thì chúng ta sẽ khai báo thêm một collection mới nữa ha, là user. Rồi, mình sẽ thế nó là user. Tương tự mình sẽ thay thế những chỗ nào mà mình dùng cái collection này. Ừ. Rồi, mình sẽ update những cái key như là role ID này, mình sẽ đổi lại luôn ha. Okay. Mình sẽ đổi nó là user ID. Trong này sẽ là doc ID đi. Đổi nó là doc ID. Này mình đổi là thành ID luôn ha, cho nó đỡ mất công lần sau. Rồi chỗ này sẽ là
Usual. Rồi. Đây sẽ là user. Payload thôi. Ok, nhìn có vẻ ok rồi ha. Rồi bắt đầu mình sẽ có cái API rồi, có cái phần service rồi, thì mình sẽ vào cái phần API mình update lại các cái hàm cho nó chính xác ha. Đó, thì trong cái API user của mình nè, thì thay vì mình gọi về cái role này thì mình sẽ sửa nó về cái user mình mới viết. Đó, mình chỉnh sửa lại cái phần này cho nó chính xác. Rồi. Ok, mọi thứ có vẻ ổn ha. Rồi mình sẽ sửa lại cái biến này luôn ha. À, cái này nó có đúng rồi nè, bot user role này thì mình mới sửa lại nè. Ok. Rồi. Ok, mình sẽ sửa tiếp vào trong cái mục là API cho cái phần boot với delete. Cũng tương tự, mình cũng sẽ relay nó thành user service. Rồi update các cái name lại. Rồi chỉnh những cái key lại. Thay vì là role ID thì nó phải là user. Tại cái này là chắc chắn mình phải sửa cho đúng với lại cái param bên phải nè các bạn ha. Thì nó mới lấy được. Chỗ này chúng ta sẽ sửa lại là ID. Đây sẽ là user. Hoặc là chúng ta sẽ sửa lại là delete payload. À, delete report nhé. Sẽ đưa vào đây. Rồi, chỗ này là update report. Ok rồi ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lon cái UI ra. Đó. Hoặc là tới đây rồi thì các bạn có thể mở Postman lên test được rồi. Là đã hoàn thành được phần API ở phía backend rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến như cái phần UI. Đây, chúng ta sẽ tạo thêm một cái menu item mới, rồi một cái file mới chúng ta trở vào đúng không? Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo cái menu trước ha. Chúng ta sẽ đi vào cái menu nè. Trong menu thì chúng ta sẽ tìm đến cái chỗ mà định nghĩa là cái router option đó. Chúng ta kiếm một cái menu option này. Đó, chúng ta thêm tiếp một cái menu nữa là về user. Trong này thì chúng ta sẽ xịt user ha. Rồi. Chúng ta sẽ ra một cái UI mới. Là user. Title là user. Icon thì chúng ta sẽ thêm icon mới luôn. Đúng. Rồi, tương tự chúng ta sẽ viết thêm icon mới ha. Là trong cái phần menu này chúng ta sẽ thấy được nó import cái này chúng ta có thể relay lại nè. Ok. Rồi, chúng ta vào cái icon, chúng ta thêm một cái icon mới. Là cái user. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm cái icon. User thì chúng ta có thể search chữ role file này. Chúng ta sẽ lấy cái lead person thì mình nghĩ mình sẽ dùng cái này ha. Cái people icon chúng ta add vào. Rồi chúng ta update lại cái user. Rồi. Sau đó thì chúng ta còn phải tạo cái trang user ha. Thì tương tự lúc nãy thôi, chúng ta sẽ lon ra từ role này chẳng hạn đi. Chúng ta sẽ tạo mới một cái page là user status. Rồi tương tự ha, bên trong chúng ta sẽ update lại những cái phần thông tin cho nó phù hợp với cái trang này. Chúng ta sẽ update cái, thay vì là role page sẽ là user page. Trang quản lý người dùng. Là user, đây vẫn là user luôn. Này mình update lại cái container.
Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ relay nè. Chúng ta sẽ kiếm cái chữ là role này đúng không? Chúng ta sẽ relay nó về cái user này. Nó bấm relay on. Rồi. Cái role app này thì chúng ta sẽ đổi lại là role. À không, là user app đúng không? Ok, chúng ta thiếu cái file user app nè. Bắt đầu chúng ta sẽ đi làm cái này ha. Chúng ta còn phải lon cái mục là call BI. Đó, chúng ta sẽ tạo cái file trong mục app này. Chúng ta tạo một cái file là user.app.irip. Nó tương tự trong cái role này mình cũng sẽ copy các cái hàm call BI này qua ha. Rồi chúng ta sẽ đổi lại những thông tin cần thiết. Chúng ta còn một cái endpoint mới nè. Chúng ta lại phải duplicate lên. Đúng không? Ta sẽ thêm một cái user endpoint. Rồi tương tự thì update cái thông tin này lại. Rồi chúng ta sẽ import nó vào cái phần call API này ha. Nó đổi lại nè. Đó. Rồi, chúng ta update các cái key này lại. Rồi, ok ha. Này chúng ta bỏ đi ha, chúng ta không dùng cái filter này. Tương tự ha, giờ chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ đổi lại nè. Cái phần này chúng ta còn thiếu cái user form chúng ta chưa có nè. Ở đây chúng ta sẽ tạo một cái folder mới nè. Chúng ta sẽ bỏ cái form backlog của mình vào. Rồi chúng ta bỏ cái form backlog vào. Nó là TXT ha. Chúng ta sẽ copy cái folder form của role chúng ta sẽ bỏ vào cái user này. Đó. Rồi tí nữa chúng ta sẽ update các cái thông tin ha cho nó phù hợp lại. Giờ tạm thời chúng ta sẽ để đây ha. Chúng ta đổi cái tên của cái form cho nó chính xác này. Chúng ta update lại một vài thông tin ha. Mình tạm thời bỏ cái phần value này các bạn ha, do mình không còn dùng cái raw enum này nữa. Rồi, ok ha. Ở đây mình sẽ import nó vào. Rồi, như vậy là cái thông tin kha khá là mình sẽ update rồi. Đó, giờ chúng ta cần phải update các cái thông tin này lại nè. Đó, tạm thời thì mình sẽ dừng cái này lại ha. Ok. Rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình lên mình test UI lại nè. Xem nó đã hoạt động cái phần user này chưa. Đây, chúng ta thấy có một cái menu mới. Đó. Rồi chúng ta thử click vào nè. Ừ, các bạn thấy không, nó có cái phần username nè, do chúng ta load trên cái bảng user nó chưa có, nó không có hiển thị trên đây được nè. Chúng ta cần phải update đúng thông tin ha. Rồi chúng ta có tính năng xóa, chúng ta có add show được thông tin username và description ha. Thì chúng ta sẽ ngồi chúng ta check xem là chúng ta có những cái mục nào cần hiển thị lên để chúng ta map UI lên cho nó đẹp ha. Chúng ta có thể tham khảo lại cái data grid trước đó ha. Trước đó chúng ta có cái phần data grid cũng khá đẹp, chúng ta thử lại nè.
kiếm cái phần data read. Rồi chúng ta tìm cái phần UI mà nó phổ biến tí, nó có những cái phần khó khó này, nó giống như cái hôm trước mình làm đó. Nó có rất là nhiều cái phần thông tin đó. Đây các bạn thấy nè, nó có phần ảnh đại diện nè, tên, rồi các cái trường thông tin, nó cũng hiển thị các cái các type khác nhau nè. Chúng ta sẽ apply cái này nhìn cho nó đẹp hơn ha. Thì chúng ta chịu khó một chút, chúng ta sẽ đi tìm cái mà nó phù hợp. Đây là những cái mục ha. Ok, chúng ta kiếm thử còn cái nào nữa không. Chắc chắn nó phải có chứ. Kiếm cái demo này. Đâu, ít quá vậy. Nghĩ nó phải nhiều lắm chứ ta. Trước mình lấy nó ở đâu mình cũng quên check note lại. Nếu chúng mình cũng lấy ở trên những cái thông tin trên này thôi, các bạn có thể sợ thêm. Mình để mình thử xem một tí nữa. Nếu không có thì mình sẽ ngồi mình define với chung với các bạn. Thôi, ngồi gõ code với mình ha. Mình sẽ ngồi mình define chung với các bạn ra những cái phần thông tin đó. Giờ mình sẽ log ra cái user trước cái đã. Các bạn coi cái phần table nè. Mình có cái phần table user ở dưới nè, các bạn thấy nè. Nó có quá nhiều thông tin. Có UUID nè, nó có phone number nè. Thì mình nghĩ cái trường mà chúng ta cần là cái trường UUID nè các bạn. Để chúng ta thao tác để xóa. Thì nó sẽ là cái UUID này. Mình cũng chưa rõ là mình đang dùng UUID hay là ID để xóa nè. Hình như UUID là cái thông tin của cái account. Đó. Chúng ta vẫn xóa dựa vào cái ID này, chúng ta lấy từ cái collection lên. Đó. Giờ chúng ta sẽ map hết cái phần data này lên trên cái UI ha. Ví dụ như username thì mình sẽ để là cái display name này ha. Giờ bắt đầu ha, mình sẽ làm từng cái. Giờ trước mắt mình sẽ commit cái code này lên đã ha. Để bắt đầu tí nữa mình sẽ sửa cái phần UI kia thôi, nó sẽ không đụng chạm nữa. Mình sẽ đưa nó vào ha, đưa nó vào trên cái chain. Rồi. Ok, mình sẽ ghi là long RUD. Các bạn nhớ làm theo nha, làm theo để luyện tập. Rồi. Bây giờ mình sẽ update cái phần code là cái column đúng không? Đây, nó nằm đây. Chúng ta sẽ lên, chúng ta update cái column này. Hiện tại bây giờ chúng ta có ID rồi đúng không? Chúng ta sẽ thêm một cái nữa nè. Là cái UUID, cái UID. Chúng ta cũng sẽ ẩn cái trường này luôn. Username thì chúng ta sẽ lấy từ cái display name đó. Rồi chúng ta còn thông tin gì nữa, chúng ta còn cái avatar đúng không đó. Chúng ta sẽ lon cái cục này ra, chúng ta thêm một cái field nữa, cái hiển thị của mình sẽ là cái avatar đó. Còn cái field mà chúng ta muốn lấy á, thì nó sẽ là cái gì, nó sẽ là cái chúng ta ẩn bớt cái lỗi warning ha. Chúng ta cái chúng ta lấy là cái photo URL cái này nè. Chúng ta sẽ cất cái photo URL này, chúng ta bỏ vô cái field. Rồi chúng ta muốn sort thì chúng ta sẽ bật true hay false. Chúng ta muốn có cho sửa hay không, chúng ta sẽ bật tắt ha. Cái width. Giờ chúng ta muốn custom nó render ra cái avatar cho đẹp á, thì chúng ta sẽ dùng một cái như hôm trước chúng ta dùng ha. Chúng ta có thể sort thì ở đây mình thì cho các bạn cái raw. Nó là cái render cell thì cái này nó nhận vào một cái function
nó sẽ có một cái field để chúng ta accept data vô trong cái này ha. Thì nó là cái param này, thì nó là cái function chúng ta sẽ return về cái static dạng functional component thôi. Thì chúng ta muốn hiển thị ra cái dạng là hình ảnh avatar thì chúng ta dùng luôn cái component của material này. Đó, thì trong này nó sẽ có cái short, thì chúng ta sẽ lấy trong cái param này, là nếu các bạn không biết trong param này chứa gì thì các bạn có thể log ra ha. Thì ở đây nó là cái thông tin chúng ta muốn lấy từ cái cột, thì chúng ta lấy luôn là param.value, thì nó sẽ lấy ra được cái hình ảnh này ha. Thì nếu như ở đây nó quăng lên thì tạm thời các bạn có thể để any. Đó, sau khi mà các bạn làm xong, các bạn follow về cái data type, các bạn sẽ tìm, các bạn map đúng data type thì nó sẽ hợp lý hơn ha. Thì trong quá trình mình làm để bypass, mình test thử thì mình có thể để tạm lại any ha. Rồi tiếp theo là chúng ta muốn hiển thị thêm cái email nữa đúng không, thì chúng ta sẽ đến cái email. Thì tương tự cái email nó sẽ giống với lại cái string, thì mình sẽ lấy cái này. Đây mình sẽ lấy luôn là trường dữ liệu là email, đây sẽ là email. Thì mình có thể giảm lại bớt. Đó. Email thì mình không cần sửa chẳng hạn. Rồi có thể là một cái trường dữ liệu là đang active hay là không active. À, mình sẽ custom cái field active này cho nó đẹp hơn ha. Đó. Mình sẽ tên là active. Thì mình sẽ đặt tên cho nó là một cái type. Cái data type của nó sẽ là boolean. Đó là kiểu dữ liệu true false. Đó, để mà material nó hiểu cái UI của table này, nó hiểu và nó vẽ ra cho mình một cái UI mới. Thì nó có một cái thuộc tính nữa cho phép chúng ta định nghĩa cái chuyện là cái value nó thỏa điều kiện nào thôi. Đó, thì nó có một cái thuộc tính là value option. Đó, thì cái này nó nhận vào cái array. Thì trong này nó sẽ khai báo các cái thuộc tính mà mình chỉ được phép nhập những thuộc tính này thôi, không mình nhập cái khác. Để trừ cái trường hợp là người ta sửa cái value nó khác vào. Thì ở đây mình sẽ cho người ta sửa là cái thuộc tính edit table mình sẽ để là true nè. Thì do đồng bộ mình sẽ cho nó vào string luôn ha. Value option thì mình sẽ cho nó hai value thôi, là true và false. Đó. Rồi, tương tự cho những cái khác ha, các bạn có thể muốn hiển thị thông tin nào thì các bạn hiển thị hết lên. Đó. Rồi. Hoặc là mình có thể thêm cái phần là phone number vào. Để là phone number. Ở đây mình sẽ hiển thị lên là phone. Hai thì mình sẽ bỏ đi. Sort mình cho phép disable export. Thì cái này thông tin nhạy cảm, mình có thể mình không cho nó export ra. Value thì mình bỏ đi, edit thì mình không cho sửa luôn. Đó. Rồi, có thể là các bạn sẽ tìm thấy những cái khác nữa. Nhưng mà tạm thời mình sẽ hiển thị như đây ha. Thì các bạn muốn hiển thị bao nhiêu cột thì mình sẽ sơ lên bấy nhiêu thôi. Bây giờ mình sẽ xây lại nè, mình thấy nó có warning một cái đỏ đỏ ở dưới nè. Đây nó nói gì? À, nó nói là kiểu boolean thì không cần phải truyền vào cái value option. Thì ở đây nó cũng sẽ có hai cách fix ha. Hoặc là các bạn sẽ dùng cái type ignore. Các bạn có thể bỏ nó vào đây nè. Đó, a cộng ts ignore. Hoặc là các bạn lên, các bạn bỏ cái thuộc tính kia ra. Đó. Thì ở đây mình muốn giữ lại cái này để mình aware rằng là trong cái column nó có một cái là value option. Thì ta sẽ dùng type ignore ha. Để bữa sau mình dùng cái khác. Ở đây, sau khi mình map bên xong thì các bạn thấy nó hiển thị lên không? UUID nè, username, avatar, email, ẩn active, các thứ đồ. Đó, nhưng mà mình thấy là cái cột này hồi nãy mình ẩn mà nó vẫn hiện nè. Bây giờ mình check vì sao mà nó vậy ha. Thì các bạn thấy là nó có một cái phần là init state. Là cái phần này á, là nó khai báo cái mục là column visibility, utility model nè. Thì nó muốn là cái cột ID ban đầu là phone nè. Đó, thì mình cũng sẽ cho nó là cái cột UID là phone luôn. Để cho nó ẩn đi. Nó sẽ, các bạn nhìn thấy nó mất rồi không? À chưa nữa, reload lại. Đây, giờ nó mất rồi. Đó, thì mình thấy cái cột này nó chiếm diện tích thì mình sẽ ẩn vô
nó ẩn vô, còn cái này sẽ dài ra đó, để thông tin nó đẹp hơn ha. Thì mình sẽ chỉnh lại cái phần width nè. Phone number thì mình để chừng 120 thôi. Active là cái ô true phone thì mình để cỡ 60 nè. Email thì mình sẽ dài ra một chút. Cái avatar thì do nó nhỏ rồi thì mình sẽ giảm lại nè. Chúng ta xem lại ha. Đây, có vẻ nó đã ok hơn rồi nè. Đúng không? Giờ chúng ta sẽ rộng cái email ra tí nữa nè. Cái email chúng ta sẽ tăng lên là 320 luôn. Đó. Thay vì 60 thì mình nghĩ mình tăng lên chút này cho nó thoải mái hơn chút. Cái name thì mình nghĩ sẽ tăng lên 40 này. 240. Rồi, cái phone hiện tại mình thấy không có ai có phone hết nè. Cho nên mình sẽ giảm nhỏ hơn tí nữa ha. Thôi để cho nó hiện cái chữ phone. Rồi. Mình thấy ổn rồi. Ok ha. Rồi, sau khi mình có cái tính năng là click cái màn hình UI lên rồi, hiển thị rồi. Thì bây giờ mình thử xóa. Bây giờ mình sẽ tạo ha. Bây giờ tạo thì mình phải follow cái format mới này, chứ không thể nào mình tạo cái description với cái name không được. Đó, chúng ta sẽ tạo một cái object user cũng tương tự như lần trước. Các bạn sẽ khai báo ra những cái phần thông tin các bạn muốn tạo. Rồi xóa. Đó. Thì ở đây mình muốn làm một cái phần nữa là cái phần assign cái quyền, cái phần role lúc nãy á, các bạn còn add thêm cái quyền nữa. Do đó thì chúng ta sẽ đi tìm cái component mà để giúp mình render ra cái cột mà role này nữa. Rồi cách chúng ta load cái role đó để chúng ta bỏ vào trong cái này để hiển thị lên giống như mình làm trước đây ha. À, chúng ta sẽ tìm một cái role này, một cái component là drop down list ha. Cho bỏ cái này vào, sau đó chúng ta sẽ load lên cái option mà chúng ta có ở bên này. Mình ví dụ ha, ví dụ như ở trên cái này mình có cái role nè. Ở đây chúng ta có bốn quyền đúng không? Là member, admin, manager và editor. Đó, thì bên cái phần user nó sẽ load lên đúng bốn cái. Các bạn thấy nè. Đợi chút ha, nó đang load đó. Đó, thì nó sẽ load lên bốn cái, các bạn thấy không? Thì nếu như mà mình thêm ở bên này một cái thì nó phải load lên 5. Đó, thì chúng ta phải làm là nó dynamic như thế chứ không phải là mình hard code ha. Thì ở đây mình sẽ thêm một cái nữa là mình ví dụ mình thêm cái nữa là role, là role gì nữa ha, pháp cái kiểu vận hành chẳng hạn như thế, mình sẽ add vào ha. Đây mình sẽ có thêm một cái nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần là user, mình sẽ thấy nó load thêm một cái nữa là start nữa nè. Đó. Thì các bạn phải làm dynamic như thế ha, thì nó mới đúng như cái mong đợi của ban đầu mà mình muốn là mình làm, mình quản lý thì nó load lên, chứ mình hạch code vô thì lúc mình thêm mới đâu thế nào mình mở code lên mình build lại được, đúng không? Rồi thì tương tự ha, mình sẽ đi tìm cái component đó, thì cũng tương tự như lúc nãy mình đã làm đó, là mình đã có cái phần là cái drop down list rồi đó. Thì chúng ta sẽ tương tự, hoặc là cái phần là render shell, chúng ta dựa vào cái cách chúng ta render một cái avatar này thì tương tự chúng ta sẽ làm y chang vậy ha. Chúng ta sẽ lon xuống một cái nữa đó, chúng ta sẽ đặt cái nữa là role. Thì cái fill thì tí nữa chúng ta sẽ đặt tên để chúng ta lưu xuống, chúng ta cứ tạm là dùng chữ role này đi. Role thì chúng ta sẽ không cho nó ít bột ha. Mình cũng muốn cái này nó rộng tí thì mình sẽ để 220. Mình sẽ cho phép sửa nè. Hoặc là chúng ta có thể đóng luôn, chúng ta dùng một cái component thì chúng ta tính sao, tính từ chúng ta on chain ở trên cái role mà. Thì render chỗ này thay vì chúng ta render ra cái value này thì chúng ta render ra một cái checkdown list, cái dropdown list hoặc là cái menu item chúng ta có thể xài ha. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái component. Thì ví dụ như mình sẽ đặt tên là role selection đi. Select box hoặc selection box. Kiểu như thế, có nghĩa là một cái hộp cho phép chúng ta chọn những cái quyền. Đó. Rồi, trong này thì mình sẽ truyền vào những cái gì. Thì tạm thời tí nữa mình sẽ làm, gặp tới đâu mình làm tới đó ha. Thì cái component này mình nghĩ là mình sẽ để đâu là phù hợp.
Thì lúc nãy mình tạo cái gì? Lúc nãy mình có tạo cái user form builder rồi. Đó, thì giờ tương tự mình cũng sẽ bỏ chung với cái mục đó luôn. Hoặc là chúng ta có thể để nó nằm trong cái folder role chẳng hạn. Nếu như nó là role thì chúng ta có thể bỏ vào trong cái role này. Chúng ta sẽ chấm edit. Rồi. Thì chúng ta sẽ dùng là rscp, chúng ta sẽ tạo ra một cái component. Rồi chúng ta sẽ đi tìm cái select box chúng ta bỏ vào ha. Rồi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu khai báo. Thì chúng ta sẽ có một cái select option. Chúng ta tìm cái select option chúng ta bỏ vô ha. Chúng ta sẽ tìm cái select này. Đây, chúng ta có thể cướp luôn cả cái này ha. Rồi chúng ta sẽ cướp cái phần này chúng ta bỏ vô. Chúng ta sẽ cướp cái phần body chúng ta bỏ vô. Rồi chúng ta sẽ cướp cái phần import. Rồi ok. Cái này chúng ta sẽ khai báo một cái route type cho nó. Ok, bây giờ chúng ta đổi tên lại cho nó phù hợp nè. Nó là thay vì chúng ta thay đổi thì chúng ta đâu phải nào dùng cái A này nữa mà nó là cái role role active chẳng hạn. Default thì chúng ta có thể dùng cái role là không cần default, chúng tạm thời chúng ta có thể để null ban đầu. Rồi cái string rỗng cũng được. Ok. Chỗ này các bạn có thể dùng cái import. Cái import kiểu như thế này. Đó, ta type rip thì chúng ta có thể khai báo type ngay đây. Đó. Cái type của cái state này. Ở đây nó cũng có add cho mình rồi này. Một cái cách là ép cái kiểu value này về cái chain. Chúng ta đổi lại những cái key này ha. Tại vì là A chúng ta sẽ đặt tên là role. Chúng ta đổi đi những cái key này đi. Là cái role select. Chúng ta hạn chế copy xuống để nghiêng mẫu các bạn ha. Chúng ta nên sửa lại cho nó phù hợp. Đừng có nguyên si quá, nó sẽ thành một cái thói quen sau này các bạn lỡ copy code trên cái Stack Overflow đó cho các bạn bắt vào thì mấy công ty outsource nó rất là khó. Những cái bạn mà làm cho outsource mà làm cho Nhật á, nó sẽ có những cái tool bên bên Nhật họ kỹ lắm, họ có những cái tool họ đi quét á, source code của các bạn mà giống cái dòng nào trên GitHub là nó đi nó chắc là công ty đền tiền xỉu luôn á. Rồi công ty sẽ tìm ra code đó là ai viết, lúc đó sẽ cầm lên ảnh hưởng đến các performance ở kia cũng cực đúng không? Rồi thì ở cái bước này các bạn thấy không, ở đây nó sẽ gen ra cái gì mình mong đợi là cái table của chúng ta nè đúng không? Đây em thấy import vô ha. Rồi mình thấy là chỗ này cái table chúng ta sẽ render ra cái role select box, mà trong cái select box này chúng ta sẽ render ra cái select đúng không, select option. Vậy thì ở bên ngoài chúng ta cần phải truyền vô cái gì? Ta truyền vào cái danh sách các cái option để cho nó chạy dòng for, nó chạy dòng map, nó render cái menu item này đúng không? Đó, thì có hai cách, hoặc là các bạn truyền cái option đó từ bên ngoài truyền vào, hoặc là các bạn có thể gọi VI ở đây để các bạn lấy về cái list các cái role đó, để các bạn thấy mình chưa có export ra, export để cho nó không bị lỗi ha. Rồi thì chỗ này chúng ta còn phải có một cái danh sách các cái option này để mà nó render ra cái menu này cho mình ha. Thì các bạn cũng đơn giản thôi, các bạn có thể gọi cái hàm là get list đó, các bạn đưa vào đây nè, các bạn gọi get list. Thì á cái vấn đề là nếu các bạn gọi trong cái component này nè, thì ở cái table này cứ mỗi một cái dòng record của user đúng không, nó gọi qua cái hàm render này
thì trong này nó vào cái vòng đời của cái component này thì nó lại gọi một cái API là get lên cái danh sách role. Các bạn hình dung không? Có nghĩa là mỗi một cái user nó render ra cái role này thì nó vào đây, nó lại gọi nó get ra danh sách role, thì có 10 user thì nó sẽ get cái role này 10 lần. Đó, thì chúng ta không nên tổ chức như vậy ha. Thì thực ra cái việc role như thế nó sẽ gọi nhiều lần và có khả năng là nó sẽ tốn request đến cái phần file store đó. Thì các bạn nhớ không? Mỗi lần cái bạn call các bạn get thì nó sẽ tính một cái request. Các bạn call nhiều lần thì nó sẽ tính nhiều và chi phí của bạn nó sẽ trả nó sẽ cao hơn, thì chúng ta sẽ tối ưu bằng cách là có khả năng là mình sẽ kết nó lại ở đâu đó chúng ta dùng ha, hoặc là chúng ta chỉ call một lần thôi, call một lần ở cái trang là user này nè. Cứ mỗi lần vào trang user này thì chúng ta sẽ call cái list đó và chúng ta gửi data xuống, chúng ta render thôi. Đó, thì chúng ta sẽ chọn là chúng ta sẽ call ở đây ha, call ở user bay, chúng ta truyền xuống cái component này, hoặc là chúng ta có thể call trong cái component table này luôn. Đó, thì mình sẽ chọn là mình call ở cái table cha, sau đó mình truyền data xuống ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo một cái chỗ để chúng ta lưu nè, chúng ta sẽ khởi tạo cái role option này, rồi chúng ta set role option thì data của nó cũng sẽ là một cái list nữa. Thì tương tự ha, mình load cái list data này thì mình cũng sẽ load cái role ở đây, mình sẽ duplicate ra, mình sẽ load role data list, hoặc là mình ghi là load role option luôn cho nó match với lại cái type này. Thì tương thay vì mình gọi là get list of user thì mình sẽ là get list of role. Đó. Rồi mình sẽ set vào cái role option tương tự thôi. Rồi thì cái này mình gọi khi nào? Đó, mình sẽ suy nghĩ là mình gọi khi nào, thì mình sẽ gọi khi mà mình load cái list user thì mình gọi. Đó. Mình sẽ đi kiếm cái chỗ mà mình gọi cái hàm load data list này nè, thì nó sẽ nằm trong cái mục này với đâu, đúng không? Ừ. Hoặc là trong hàm này mình gọi luôn trong hàm này nè, gọi song song. Ừ. Rồi ở đây, rồi cứ thế mà mình sẽ lấy cái này mình truyền xuống, mình render ra thôi, đúng không? Ở đây mình sẽ truyền xuống mình render ra. Thì khi mình truyền xuống như thế này thì mình sẽ khai báo nè, mình khai báo cái role type cho nó. Ừ. Ở đây mình sẽ khai báo một cái role type là role option, mình muốn nó là bắt buộc luôn, bắt buộc phải có luôn, và nó là một cái array role. Mình có thể khai báo là một cái object role chẳng hạn, còn không thì mình sẽ để any array. Đó, tạm thời mình sẽ để như thế ha. Rồi thì ở đây mình sẽ lấy cái thuộc tính nó ra mình dùng, mình lấy cái drop ra call cái thuộc tính là bằng cái drop trước đi, rồi bên trong này mình sẽ lấy cái role option ra, đúng không? Rồi mình sẽ đưa nó vào cái này để mình render ra này, chấm map item, mình sẽ đặt rõ luôn là role item. Chỗ này mình sẽ return về cái menu item, đúng không? Thì lúc nãy mình làm mình nhớ có những mục nào, mình có là role item.name, rồi mình sẽ có role item.value, đúng không? Thì nó còn có cái description nữa, các bạn có thể là chỗ này các bạn sẽ nối chuỗi ha, những nối cái chuỗi như này nè là role item.description. Đó, lỡ không có description thì các bạn check null là tại vì cái field này không bắt buộc. Đó, ví dụ thế. Các bạn còn phải có cái key nè. Bạn lấy role item.id. Đúng không? Rồi. Sau khi chúng ta có cái list này rồi đúng không? Thì chúng ta check xem nó có render đúng ý mình chưa. Đó, chúng ta về đây chúng ta coi nè. Chúng ta xây lại nè. Rồi chúng ta ngồi cái UI chúng ta coi thử. Rồi các bạn để ý ha. Rồi tại đây chúng ta thấy nè, nó có load lên cái phần quản lý nè, là cái tên, rồi đến cái description của cái role đó. Đó, bây giờ chúng ta còn phải action nè, khi chúng ta bấm về thì nó có thay đổi ở trên đây rồi ha. Nhưng mà vấn đề là nó chưa có lưu xuống dưới backend. Đúng không? Nên thử xem nó có lưu xuống, nó có gone PI không. Chúng ta xóa cái phần này chúng ta thử ha. Đó, nó không có call, nghĩa là cái mục này chúng ta đâu có cho nó edit đâu. Đó, thì bây giờ chúng ta có thể thêm một cái phần nữa là update cái role này ha.
Hoặc là chúng ta có thể bật lên, bật cái tính năng nó xem nó có hoạt động không. Chúng ta bật cái tính năng là edit table á, chúng ta để là true để coi xem nó có hoạt động luôn không. Chúng ta reload lại ha. Rồi, giờ chúng ta thay đổi nè. Để ra ngoài nè. Ở đây nó không hề có một cái API update nào hết. Đó, là do chúng ta sử dụng cái component render này nè, thì có khả năng nó đã thay thế rồi. Thì chúng ta sẽ không dùng cách này nữa, chúng ta sẽ thêm một cái trường hợp khác ha. Chúng ta càng làm nhiều trường hợp thì chúng ta sẽ có càng nhiều cái kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ thử switch qua một cái option khác. Thì để mà làm việc mà mình update á, mình có cái hàm update ở trên rồi nè. Chúng ta có viết cái hàm update rồi. Đâu rồi ta? Đây. Đó, chúng ta có cái hàm update user by ID, chúng ta truyền vô thông tin rồi. Thì bây giờ chúng ta xem chúng ta có xài lại được cái đó hay không. Đó, hay là chúng ta có thể viết mới một cái hàm luôn để chúng ta làm cái chuyện là update luôn. Đó. Thực ra thì chúng ta có thể viết mới một cái hàm dành riêng cho việc xử lý role. Đó. Chúng ta không cần phải dùng lại cái hàm update kia rồi reload chẳng hạn. Đó. Chúng ta viết hẳn một cái hàm, chúng ta update cái role đó. Chúng ta thử viết 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 một cái hàm. Mình làm cái gì được? Đây, mình sẽ viết một cái hàm là update user role bằng. Hôm nay mình cần thông tin gì? Mình cần thông tin từ ở phía mà cái select option nó gửi lên cho mình cái thông tin gì thì mình sẽ lưu lại thông tin đó ha. Thì ở đây mình còn lấy lại cái gì? Mình lấy lại mình update thông tin user nào thì mình phải lấy cái user hiện tại ra chứ đúng không? Thì ở đây mình sẽ lấy cái user mà mình muốn update. Đó. Sau đó là cái phần thông tin. Cái phần thông tin vừa cập nhật đó là cái role đó. Đó. Thì chúng ta sẽ ghi là role update. Rồi. Ở trong này chúng ta sẽ gọi cái hàm, thậm chí chúng ta có thể gọi lại cái hàm là update user by ID, rồi chúng ta đưa cái payload lên, ta copy lại cái phần này luôn cũng được. Ta để đây. User thì chúng ta sẽ để lại đây. Đó, chúng ta thêm một cái cột nữa là cột role. Thì chúng ta lấy là cái role update này. Đó. Ở đây chúng ta muốn hồi sinh away thì chúng ta đặt vào. Đó. Chúng ta sẽ check nếu như true false thì như thế nào đó. Thậm chí chúng ta phổi còn cái này luôn, chúng ta dùng cái đen ở phía sau. Chúng ta chấm đen ha. Reborn. Chúng ta sẽ if nếu như mà reborn chấm 2 chấm status mà bằng 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 200 chẳng hạn thì chúng ta sẽ thực hiện ta update làm chúng ta làm gì nữa. Nếu update thành công thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ reload lại trang. Nó hoặc là load lại cái data là nó sẽ được thôi. Đúng không? Giống như những cái lần trước mình xóa hay mình sửa. Thì cái hàm sửa kia là mình sửa inner bay đúng không? Mình sửa inner cái trên cái row đó. Cho nên là mình chỉ dùng romit.resolve là nó giải quyết được rồi. Nhưng mà này chúng ta update qua API, chúng ta sẽ load lại cái list luôn là nó sẽ đổi lại data thôi ha. Đó. Thì sau khi chúng ta có data này rồi thì chúng ta cứ bắt nó xuống cái hàm thôi. Mình bắt nó xuống cái hàm cái component mà chúng ta vừa quẹt nó vô trong cái column đó. Đây chúng ta sẽ bỏ vào, chúng ta sẽ khai báo một cái rock là on update chẳng hạn. Chúng ta bắt cái function này vào luôn. Thì chúng ta vừa khai báo rock mới thì chúng ta phải khởi tạo nó vào trong cái rock này ha. Thì cái này nó làm cái function đúng không? Một function nhận vào cái gì? Bên lúc nãy mình viết ở bên ngoài đó. Thì nó nhận vào cái gì mình sẽ khai báo cái đó ha. Đó, trong này mình sẽ viết vào hai cái. Thứ nhất là cái thông tin của user nè. Chúng ta tạm để là any ha. Rồi tiếp theo là cái thông tin mà mình muốn update thì mình nghĩ là mình sẽ update cái role value thôi. Đó. Thì ở đây mình có thể truyền vào cái ID ha. Chúng ta sẽ không thể nào mà truyền cái value là admin. Chúng ta còn phải link các cái dữ liệu table với nhau. Các bạn làm ở cái bài thiết kế database đó thì chúng ta còn phải link cái user này, nó có cái role là role thì chúng ta sẽ quản lý bằng cái role ID ha. Chứ còn nếu các bạn dùng cái admin hay dùng cái enum thì sau này các bạn không query lại được. Đó. Thì mình sẽ dùng cái role ID để mình quản lý. Thì nó là trinh thì mình sẽ khai báo là trinh ha.
Thì cái hàm này mình không có expect nó trả về data gì thì mình sử dụng là void. Đó. Rồi, tương tự như vậy thì mình sẽ khai báo nó vào rob. Rồi, ở cái hàm mà chain này nè, thay vì mình xét cái role nạc này thôi á, thì mình sẽ thêm một thông tin nữa. Mình sẽ update cái data. Thì cái user này nè, mình thấy mình có một cái user đúng không? Giờ mình gọi hàm này lên thì user này lấy làm sao để mình gửi lại lên được. Ở đâu có mà gửi đúng không? Thì chính vì vậy mà mình sẽ pass nó từ trên này, mình pass xuống luôn, mình sẽ thêm một cái drop nữa. Đó, mình làm tới đâu cái sinh tới đó thì mình cứ thế mà mình làm tiếp ha. Thì ở đây đó, chúng ta còn phải đưa cái thông tin user mà chúng ta đang có ở trên, chúng ta đưa xuống. Đó. Rồi, thì ở đây các bạn thấy nè, các bạn có 3 RAM nè. Thì các bạn có thể sửa lại cái từ này cho nó dễ ha, hoặc là các bạn có thể để là chữ chữ 3 RAM. Đó, trong này các bạn sẽ access, các bạn log ra xem làm sao các bạn lấy được cái thông tin của cái user. Bạn log ra để các bạn lấy. Thì mình có làm qua cái table này rồi, mình có thường xuyên làm thì mình sẽ biết là cái browser này nó sẽ lấy được cái user này mình sẽ lấy được thông qua cái thuộc tính là row của table. Đó. Rồi, sau khi các bạn có được thông tin row rồi ha, các bạn còn phải thông báo nè. Các bạn có đẩy data mới thì các bạn phải khai báo cái row mới nè. Đây các bạn sẽ khai báo cái drop user, bạn có thể để thuộc tính là any đi, cái data type là any. Đó, trong này các bạn sẽ đưa vô cái user này, rồi các bạn sẽ gửi ngược nó lên lại. Đó, hoặc có cách viết mới thì các bạn có thể custom nó ngay đây. Đó, các bạn có thể viết custom ra dạng như thế này nè. Nhưng mà tạm thời thì mình cứ, đây cũng là một cách ha. Các bạn có thể tinh chỉnh cái phần code của mình. Sau khi các bạn làm xong các bạn có thể improve ha. Giờ các bạn cứ follow đi, tí mình sẽ chỉ phần improve đó cho các bạn. Nếu kịp. Rồi, ok. On update thì mình có 2 param lận, mình mới truyền là user thôi, thì bây giờ mình lấy cái ID, thì các bạn có thể lấy cái role ID ở từ đây nè. Hoặc là các bạn thấy cái phần user value này nó đang là cái value là admin cái enum thôi, các bạn còn lấy cái thông tin thì các bạn có thể lấy bằng cách như thế này. Mình muốn lấy cái role ID đúng không? Tạm thời mình sẽ tìm ha. Mình sẽ dùng cái role option nè. Đúng không? Mình sẽ chấm file, hay là mình lấy cả cái object ra đúng không? Mình lấy cả cái object để mình gửi lên, xong rồi người ta muốn lấy cái gì người ta lấy. Mình dùng cái role ID này mình trinh không này. Ta sẽ đặt là cái role object luôn đi. Là gửi cả một cái object role lên luôn. Ta sử dụng cái role option chúng ta tìm ha. Chúng ta tìm xem cái role. Chúng ta sẽ lấy cái ID ra nếu như mà nó bằng với lại cái event.target.value. Thì chúng ta lấy cả cái object này ra, chúng ta xài, chúng ta gửi lên ha. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ dùng cái value là cái ID chứ không dùng cái enum là admin hay gì nữa. Đây, chúng ta sẽ dùng thông qua cái ID này. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm nè, trong cái danh sách này. Đây là cú trúc tìm của một cái hàm tìm default của ES6 ha. Các bạn lấy cái array ra, các bạn tìm xem cái ID mà bằng với cái ID mà người ta thay đổi nè. Thì trả về cái object, nó gán vào đây và chúng ta gọi hàm onUpdate. Thì lúc đó nó sẽ về đây ha. Rồi, thì trong quá trình này các bạn có thể log ra để các bạn xem thử cái row này có đúng thực sự không ha. Rồi, sau khi về đây rồi nó sẽ gọi hàm update user role này nó về đây đúng không? Ở đây chúng ta có thể chúng ta sẽ khai báo cái user. Rồi, chúng ta sẽ khai báo cái user data là any này ha. Để chúng ta cần khai báo cái data ta thay cho cái này. Rồi. Thì ở đây á, chúng ta có thể cập nhật luôn cả cái object này chứ không hẳn là chúng ta cập nhật cái ID thôi. Chúng ta cập nhật luôn hẳn luôn cái object luôn cũng được. Hoặc các bạn nào muốn chỉ lưu role ID thôi thì các bạn có thể chỉnh cái trường này lại là role ID. Đó. Rồi. Thì sau khi các bạn bắt cái phần payload này rồi thì cái phần này nó sẽ tự động nó hoạt động ha. Nếu 200 thì nó load lại list. Rồi bây giờ mình thử ha. Ok, ở đây mình reload lại nè. Rồi, các bạn bấm change một cái trường. Các bạn thấy không? Bên phải nó sẽ call một cái API là boot. Đó.
trong này chúng ta mở phần payload nó, chúng ta xem nè, nó có phần role, nó sẽ update những cái thông tin là role ID nè, name rồi cái value đó, để nó gửi lên và nó lưu được xuống dưới file store và nó trả về thông tin. Rồi sau khi mà nếu nó 200 rồi á thì lúc này nó mới gọi lại cái hàm là get cái list user nè, để nó update cái phần thông tin mới á, lên đây cho chúng ta. Rồi đến cái phần nữa là nó load lại cái phần role để nó cập nhật các cái thông tin bên phải này. Đó, nhưng mà các bạn xem nó có một cái vấn đề nè. Như mình thử reload bay lại ha. Mình reload bay lại. Đây, các bạn thấy cái phần thông tin này nè. Nó bị mất. Nhưng mà mình thử xem dưới DB nó có lưu chưa ha. Các bạn nhìn cái phần là phần role nè. Các bạn thấy có một cái object trong này nè. Đó, cái phần đầu tiên nó có cái phần object role nè. Nhưng mà nó lại không hiển thị ra đây. Nghĩa là cái phần default value á, nó chưa có. Thì trong cái select option nó có cái mục là default value. Thì chúng ta còn phải đặt cái mục default value đó thì nó mới hiển thị default lên trên này cho các bạn xem ha. Thì để làm được cái đó thì trong cái phần render này nè, các bạn sẽ truyền vào cái data mà khi các bạn load lên, các bạn đưa cái data vào. À, chỗ này chúng ta load cái phần param này, các bạn xem trong param này nó có gì ha. Chỗ này nó có cái mục row nè, các bạn thấy không? Có một row là cái phần full, cái phần data của cái user của các bạn đó. Chúng ta load cái bảng user lên thì cái row này chính là cái data object của cái đối tượng user này. Ngoài ra thì nó có nhiều thông tin khác nè. Các bạn thấy nó có những cái phần row node nè, có cái phần value. Cái value này chính là cái data mà lúc nãy mình lấy ở cái phần field đó. Các bạn khai báo ở cái phần field này nè. Là cái gì thì nó sẽ lấy ra cái đó. Các bạn thấy ở cái phần data đầu tiên thì cái field value chắc nó có nè, do mình update rồi. Đây. Thì tương tự như vậy thì chúng ta sẽ truyền xuống cái này để cho nó default value ở dưới cho các bạn ha. Thì ở đây các bạn sẽ đặt một cái row để chúng ta pass phần data đó xuống. Ví dụ là chúng ta sẽ pass phần data default xuống là cái row ID chẳng hạn. Hoặc là chúng ta lấy luôn cả cái object role xuống luôn. Thì chúng ta sẽ lấy cái role này, chúng ta chấm cái value. Thì chúng ta sẽ lấy luôn cả cái object role này, chúng ta đưa xuống. Nên sử dụng cái param này ha. Rồi, thì khi chúng ta khai báo role mới thì cũng tương tự, chúng ta sẽ khai báo cái role type cho nó. Rồi, chúng ta sẽ lấy nó ra từ role và chúng ta xài ha. Thì tương tự, chúng ta còn phải nó có một cái mục là default value trong cái select option này, nó sẽ có cái mục là default value thì chúng ta sẽ tìm cách chúng ta đưa cái data mà bắt từ phía trên cái component cha xuống, chúng ta đẩy nó vào đây. Rồi, thì để mà chúng ta test cái phần default value đó ha, thì chúng ta sẽ có cái mục lắng nghe cái này nó thay đổi nè. Thì chúng ta sẽ để rồi, ok, mình sẽ viết một cái thông tin để mình update nó xuống cái phần default value này. Chúng ta sẽ khai báo cái default value trước nha. Rồi. Đây, chúng ta lấy luôn là cái role NAT. Tại vì chúng ta luôn default value cho nó là cái string nè. Dẫn đến là ban đầu nó sẽ không có data đâu. Thì chúng ta sẽ dùng cái UFX để chúng ta lắng nghe. Trong React chúng ta có cái UFX đúng không? Thì chúng ta lắng nghe cái dependency là cái role này nè. Thì khi cái role này thay đổi, nó sẽ update cái thông tin này cho mình. Thì lúc đó mình sẽ có được cái phần nó render là cái phần thay đổi cho mình ha. Đây, cái dependency lúc này mình sẽ truyền vào cái role này. Ý muốn nói là khi mà cái role này thay đổi thì nó sẽ làm cái gì, đúng không? Thì khi cái role thay đổi thì chúng ta sẽ set lại cái role nạp tiếp. Đúng không? Thì chúng ta xét cái role nạp tiếp này, chúng ta xét cái gì trong này? Chúng ta lấy cái ID thôi, chúng ta xét vào cái này nè. Tại vì cái thông tin mà chúng ta đang hiển thị là cái ID mà. Chúng ta dựa vào cái value này nè. Thì chúng ta sẽ xét lại cái phần đó. Đầu tiên chúng ta sẽ check trước ha. Nhiều khi cái thông tin nó thay đổi nhưng mà nó thay đổi là null. Chúng ta sẽ check là nếu như role ID mà có dữ liệu. Thì chúng ta sẽ kết lại cái role nạp tiếp là cái role.id. Ở đây chúng ta có thể viết gọn hơn, không cần phải mở dấu ngoặc nhọn này. Rồi, lưu lại. Sau đó thì chúng ta có thể ra
check xem có gì thay đổi không ha. Chúng ta reload lại nè. Rồi các bạn thấy đó, khi mà chúng ta reload lại thì cái cục này nó có phần data nè, cho nên nó sẽ default value cho các bạn nè. Ở đây mình sẽ chỉnh cái cục này cho nó rộng ra, các bạn dễ thấy ha. Rồi chúng ta sẽ chỉnh cái này lên 380 chẳng hạn. Đây, thông tin nó sẽ dài ra rồi. Bây giờ mình thử update những cái khác nè. Ví dụ như mình update bạn bạn này, bạn Hùng đi. Mình sẽ đổi nó thành admin. Đó, thì bây giờ mình reload lại nè. Thông tin nó sẽ có chứ nó không bị mất nữa nè. Đó. Rồi. Ok ha. Đây, những cái phần mình update. Rồi, thì cái phần này nó cũng tương tự, các bạn có thể lon ra những cái phần CRUD ra có rồi. Thì mình viết thêm cái phần role này nữa để các bạn làm quen với cái phần là mình sẽ viết một cái component custom chứ không có dùng default của cái table nữa. Ừ. Hoặc là những cái phần như là update những cái thông tin này, các bạn có thể chỉnh nó thành phone giống vậy. Nếu các bạn click ra ngồi, hoặc là các bạn nhấn Enter này. Ừ. Thì các bạn xem thử cái phần update nó có hoạt động chưa. Mình reload lại xem nó có hoạt động chưa. Nó chưa có cập nhật này. Các bạn check lại những cái phần default value đó. Nó sẽ tương tự như cái phần dưới ha. Đó, thì các bạn cứ check lại tương tự như những cái phần mà mình làm render mẫu như này nè. Những cái component mẫu ra các bạn check đó. Cái default value nó có đúng chưa. Thì nó sẽ hiển thị ra như ý của mình ha. Rồi, thì mình nghĩ là buổi hôm nay mình sẽ nói những cái phần hoàn thành cái mục là user với lại mục role này. Thì các bạn practice được hai cái phần quản lý. Các bạn nhớ làm cái phần mà CRUD này cho nó nhuần nhuyễn này. Mình nghĩ đi làm thì mấy cái phần này nó lặp đi lặp lại thôi à. Cái dự án quản lý nào nó cũng có mấy cái tính năng cơ bản này hết. Đó, thì các bạn ráng tập làm mấy cái này cho nó nhuần nhuyễn. Thì cái lab tuần này mình làm, bữa nay là buổi thứ ba rồi, thì các bạn cố gắng hoàn thành mấy cái bài tập này xong rồi các bạn deploy nó lên trên cái hôm trước mình hướng dẫn lên Vocal là trên Firebase Hosting đó, các bạn deploy nó lên thì chắc chắn các bạn deploy nó lên nó sẽ gặp vấn đề là cái phần API nó không hoạt động đâu. Các bạn cứ deploy ha, rồi bữa sau bữa cuối thì mình sẽ cố gắng mình giải quyết cái phần đó để mình chỉnh mấy cái phần mà ví dụ như các bạn sẽ gặp cái lỗi với CRS đó. Thì bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn fix cái lỗi đó cho nó hoạt động. Thì các bạn cứ làm quen hoặc là các bạn có thể làm trước ha. Gặp issue các bạn search Google để cho xử lý xong. Thì nếu không xong thì qua bữa sau mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái issue đó. Các bạn có câu hỏi gì không? Trong thời gian đó thì mình sẽ boost mấy cái code mới này lên cho các bạn tham khảo ha. Có một vài bạn chưa có nộp bài á, các bạn tranh thủ nha, tranh thủ nộp sớm rồi mình còn làm mấy cái đồ án cuối kỳ nữa. Hình như cũng còn một bạn hay hai bạn gì đó à. Rồi có mấy bạn làm tới lớp 3 rồi mà lớp 4 chưa làm nữa. Lớp 4 cái VHS có bạn làm cũng còn mấy cái tính năng cơ bản các bạn chưa hoàn thành á. Các bạn cố gắng làm mấy cái phần đó cho nó xong rồi mình đi tiếp cái NetJS này. Nhưng mà nhớ đừng cấp code nữa nha. Hãy cấp code dữ quá, thấy làm bullet lên bullet xong các bạn cấp nhiều quá. Ráng tự làm để cho mình nhớ lại cái phần đó. Rồi vậy ha các bạn ha. Có câu hỏi nào thì hôm nay mình nghỉ sớm 5 phút. Rồi vậy nha. Bye bye mọi người.